Rồi, cảm ơn các anh các chị. Xin chào mentor Mục Quỳnh. Xin chào các anh các chị. Các chị ơi, hãy cùng với Thủy gửi các đường link, đường Zoom của chúng ta ngày hôm nay về cho đồng đội của chúng ta nhé. Bởi vì hôm nay là một chương trình rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Anh các chị hãy cùng với Thủy đi gửi cái đường link về cho đồng đội của chúng ta trong cái buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta vào cái buổi Zoom học được rất là nhiều kiến thức từ cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Đó là cái buổi chia sẻ là định hướng khách hàng tiềm năng thị trường của chúng ta bên cái ngành là Milu, khách hàng lớn tuổi về cái sản phẩm về xương nhá. Bởi vì trong cái quá trình chúng ta sinh sống á, trong cuộc sống của chúng ta thì có rất là nhiều những cái liên quan đến các cái thực phẩm, thức ăn về xương sống, xương đúng không? Đấy, thì cho nên là chúng ta hãy gửi cái đường link, đường Zoom của chúng ta ngày hôm nay về cho đồng đội của chúng ta, để cho đồng đội chúng ta biết được là trong buổi Zoom ngày hôm nay chúng ta có một cái chương trình học nó vô cùng là bổ ích, đúng không ạ? Trước khi vào Zoom thì Thủy cũng xin giới thiệu một chút xíu. Thủy tên đầy đủ là Trần Xuân Thủy, năm nay thì sinh năm 1979, hiện tại thì Thủy đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi biết đến rugby thì Thủy là một người lính thôi, cũng không có biết gì về kinh doanh, nhưng mà sau khi biết đến rugby thì Thủy cũng đã bắt đầu học tập cái công việc kinh doanh ở trong đây. Cảm ơn các anh các chị đã có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay, trong cái buổi tối sắp là cuối tuần, ngày mai là ngày thứ bảy, cho nên là Thủy có cảm ơn tất cả các anh các chị đã có mặt tại buổi Zoom ngày hôm nay. Thì các anh các chị hãy thả thật nhiều bông nhiều hoa để cảm ơn ví dụ, bởi vì trong cái kinh doanh của chúng ta là có một cái đó là biết ơn. Đấy, cho nên chúng ta hãy tung nhiều bông nhiều hoa để biết ơn cái buổi Zoom ngày hôm nay đã nhà Milu Q7 đã tạo cho chúng ta một cái buổi học vô cùng giá trị, đúng không ạ? Và không biết là trong cái buổi Zoom hôm nay thì có ai là người mới không nhỉ? Nếu mà có người mới, có ai là người mới thì cho Thủy xin số 1 được không? Dạ, cũng có các anh các chị là người mới đúng không ạ? Đây, các anh các chị thấy đấy, trong cái banner của chúng ta đã thấy rồi, cái buổi chia sẻ ngày hôm nay là vô cùng đặc biệt. Đấy, được đào tạo bởi một bác sĩ đúng không? Và có các khách mời của chúng ta ngày hôm nay đến chia sẻ chúng ta là làm thế nào để chúng ta phát triển được với cái sản phẩm Milu Q7, và cái sức khỏe hệ xương khớp nó quan trọng như thế nào đối với tất cả chúng ta. Bởi vì xương thì chúng ta cấu tạo bởi khoáng chất collagen, và đặc biệt nó là cái canxi, nó là một cái chất để giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe bền vững trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe chúng ta trong cái hệ xương khớp, đúng không ạ? Và chúng ta hãy tiếp tục gửi đường link, đường Zoom về cho đồng đội của chúng ta, để chúng ta có một cái kiến thức rất là tuyệt vời, đúng không? Buổi Zoom ngày hôm nay toàn những các người khách mời lên đây là toàn những nữ sinh gái để chia sẻ cho chúng ta, ngoài cái việc là các chị là những người mà đã có kinh nghiệm trong cái việc mà tiếp cận với các sản phẩm Milu Q7, đấy, tiếp cận với khách hàng, đấy, chia sẻ và giao lưu. Đó là những cái kinh nghiệm vô cùng bổ ích trong những năm qua mà các chị ấy đã làm cùng Robby và cùng với nhà phát triển Milu Q7 của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy tung thật nhiều bông nhiều hoa lên đây, để hôm nay thì sẽ mời lên đây một mentor vô cùng là năng lượng. Đấy, khi mỗi khi bạn ấy xuất hiện ở bất cứ một cái buổi Zoom nào thì đều trao cho chúng ta rất là nhiều năng lượng, rất nhiều kinh nghiệm trong cái kinh doanh tại Robby, không chỉ là ở bên Milu Q7 đâu. Đấy, nhưng đấy, làm thế nào để bạn ấy có những cái mà kinh nghiệm khi mang cái sản phẩm Milu Q7 đến khách hàng, thì hôm nay là chúng ta hãy có một buổi giao lưu với một mentor đến từ thủ đô Hà Nội nhé. Rồi, các anh các chị hãy thả thật nhiều bông nhiều hoa lên đây để Thủy mời lên đây được không ạ? Rồi, bây giờ mình trân trọng kính mời mentor một sao Bùi Thúy Quỳnh nhé. Mình xin mời Quỳnh ạ. Dạ, ok. Cảm ơn anh Thủy rất là nhiều ạ. Xin chào tất cả các anh chị em cho có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay ạ. Các anh chị nghe rõ tiếng em Quỳnh thì cho em xin số 2 vào trong khung chat được không ạ? Mọi người đã chào chị Vân Anh. Chào chị Oppo, chắc là người mới nên là mình vẫn chưa có biết đổi tên đúng không chị? Mình có thể là mình ấn luôn vào cái phần tên của mình ở danh sách người tham gia chị, vào mục đổi tên chị nha. Rồi, chào tất cả các anh chị. Chào chị Thu Phương. Không biết là các anh chị mình đã kịp ăn tối chưa ạ? Chúng ta ở đây là mình đều là những anh chị em mình đang tham gia một cái chương trình hỗ trợ cực kỳ đặc biệt đến từ nhà Midu trong tháng 6 và tháng 7.
cũng là hai cái tháng cuối cùng của mùa tốc chiến 2024 đúng không các anh chị? Và không biết là các anh chị mình có thể là comment vào khung chat giúp Quỳnh xem là cái tên chương trình đặc biệt này, tên chương trình hỗ trợ đặc biệt này của bên nhà Midu mà tất cả các anh chị mình đang tham gia, và các anh chị chỉ cần nhớ cái tên của cái nhóm Zalo các anh chị. Tên cái nhóm Zalo mà mình đang có mặt á, các anh chị có thể là nhắn vào khung chat giúp em là tên chương trình là gì không ạ? Tên chương trình mà hỗ trợ rất là đặc biệt của nhà Midu trong tháng 6 và tháng 7 này ạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh Tony. Có mỗi anh Tony là bên bên nhà Midu là nhắn là đúng thôi, còn các anh chị khác thì sao ạ? Rồi ạ, cảm ơn anh Tân. Đúng rồi ạ, chiến binh Midu đúng không các anh chị? Chiến binh là nhiệm vụ của sứ mệnh của chiến binh là gì các anh chị? Sứ mệnh của chiến binh Midu là gì ạ? Các anh chị có thể nhắn vào khung chat giúp em được không? Có phải là sứ mệnh chính là chăm sóc sức khỏe xương cho tất cả mọi người không các anh chị? Đúng không ạ? Và nhà Midu thì hàng ngày hàng giờ là giúp các anh chị là mài gươm mài giáo cho các anh chị đúng không ạ? Để mình có những cái vũ khí sắc bén nhất, những cái kiến thức chi tiết nhất, thực tế nhất để các anh chị đi kinh doanh. Cho nên là các anh chị mình đừng ngần ngại là mình đừng có mài gươm mài giáo một mình các anh chị nhé. Giống như anh Thủy đã nói là các anh chị hãy gửi cái link Zoom này đến cho tất cả các anh chị em là chiến binh trong tim mình để chúng ta cùng nhau được mài gươm mài giáo cùng nhau, được có thật là nhiều những kiến thức bổ ích để mà mình đi kinh doanh được không ạ? Rồi cảm ơn tất cả các anh chị. Thế thì không biết là có anh chị nào mình là người mới không ạ? À chị Khôi đang nói là không không nghe thấy được thì chắc em nhờ anh Tony thì mình nhắn vào khung chat để giúp giúp cho chị Khôi nhé. Chắc là mình chưa kết nối âm thanh rồi ạ. Rồi các anh chị ơi, mình có tham gia cái chương trình Chiến binh Midu đúng không ạ? Và hôm nay đã là buổi thứ mấy rồi các anh chị? Buổi thứ 6 rồi. Thì có anh chị nào là người mới không ạ? Em thấy chị Ánh Ánh Thảo ở Quảng Ninh nhắn là có, là chắc là chị người mới đúng không ạ? Thế thì các anh chị người mới là mình lưu ý giúp em nhé, là chúng ta sẽ có luôn luôn có những cái chương trình đào tạo từ 5 giờ sáng của ngày ví dụ như là chúng ta có 5 giờ sáng của ngày hôm qua và 8 giờ tối của ngày tiếp theo. Cứ liên tục như vậy cho đến hết tháng 7 các anh chị nha. Thế rồi thì các anh chị mình có nhớ là cái nội dung của buổi ngày hôm qua, đó là năm năm em ngày hôm qua chúng ta đã học được một cái nội dung gì không các anh chị? Mình nhắn mình tương tác vào khung chat giúp em nhé, cho nó đỡ buồn ngủ đúng không ạ? Tối thường là ăn ăn xong là căng da bụng, nó thường trùng da mắt. Các anh chị mình tương tác rất là nhiệt tình vào trong khung chat để mình tỉnh táo nhất, và sắp tới là mình sẽ nhận được nhiều cái giá trị trong chương trình các anh chị nhé. Sáng ngày hôm qua chúng ta học cái chủ đề gì các anh chị? Có anh chị nào mình còn nhớ không ạ? Buổi Zoom sáng ngày hôm qua, vừa năm em sáng ngày hôm qua xong. Đó chính là nội dung gì ạ? Nội dung gì các anh chị? Là liệu trình Midu dành cho người trưởng thành. Đúng không ạ? Các anh chị có nhớ không ạ? Và cuối Zoom là anh Tony có giao một cái bài tập cho các anh chị á. Đó là gì ạ? Có anh chị nào mình đã nhớ có bài tập và mình đã làm bài tập chưa? Mình đã hoàn thành bài tập chưa? Nếu anh chị mà chưa nhớ thì em nhắc lại nha, là bài tập của sáng ngày hôm qua là chúng ta cần phải tìm và tư vấn liệu trình cho khách hàng là người lớn tuổi. Và anh Tony ngày hôm qua thì có gợi ý cho các anh chị là gì? Các anh chị cứ mời liên liên lạc lại với cái người người bố, người mẹ, có nghĩa là người phụ huynh của các cái bạn nhỏ mà các anh chị đã bán cái liệu trình Midu 180 á. Đó thì các anh chị có thể là đó là cái gợi ý của anh Tony. Không biết là có bao nhiêu anh chị là mình đã làm bài tập của sáng ngày hôm qua rồi. Chút nữa là mình sẽ có cái phần là kiểm tra bài tập nha. Và mình sẽ mời lên đây một vài anh chị mà mình đã làm bài tập rất là xuất sắc để lên chia sẻ với tất cả các anh chị được không ạ? Rồi, thế thì cho phép anh Quỳnh mải nói quá giới thiệu bản thân một xíu được không ạ? Em tên là Bùi Thúy Quỳnh, hiện thì sinh sống và làm việc ở Hà Nội, và kinh doanh với Rocky thì cũng được hơn 2 năm rồi. Và hiện nay thì cũng có một cái danh hiệu nho nhỏ thôi, đó là Mentor 1 sao. Thì chia sẻ với các anh chị là khi bước chân vào kinh doanh với Rocky thì em Quỳnh cũng không kinh doanh Midu luôn ạ. Team em thì các anh chị cũng kinh doanh rất là nhiều những cái line hàng. Bởi vì Rocky mình thì có 3.000 sản phẩm đúng không ạ? Có anh chị thì thích kinh doanh gia dụng, có anh chị thích kinh doanh lọc nước, và team em thì cũng có các anh chị là thích kinh doanh những cái sản phẩm về sức khỏe. Và riêng với cái line hàng về sức khỏe thì Midu là một cái sản phẩm mà luôn đứng top đầu về cái doanh số, luôn về cái dòng sản phẩm sức khỏe các anh chị. Bản thân em Quỳnh thì cũng đã học và tốt nghiệp cái khóa chuyên gia Midu, em nhớ là từ những cái khóa đầu khóa 14 ạ. Không biết là các anh chị ở đây là mình đã tốt nghiệp cái khóa chuyên gia về Midu, là các anh chị đã tốt nghiệp khóa bao nhiêu rồi? Em nhớ là khóa gần đây nhất là khóa 52. Có anh chị em nào mình là vừa tốt nghiệp cái khóa 52 không? Mình có thể là nhắn vào khung chat là
K52 đúng không ạ? Còn anh chị nào mà mình tốt nghiệp những cái khóa nào mình có thể nhắn cho em vào những cái con số tương ứng được không ạ? Em là K14 các anh chị nha. K14 xin chào tất cả các anh chị. Rồi chị Xiển đúng không ạ? Vừa K51 này. Rồi anh Hoàn này K50 này. Wow. Tuyệt vời quá các anh chị. K50, 51, 46, 27 đúng không ạ? Các anh chị đều là những cái người đại lý đối tác mới đúng không các anh chị? Như em Quỳnh là từ khóa 14 rồi. Đó. Thì em Quỳnh cũng có những cái đơn Midu rất là nhiều rồi các anh chị, từ tầm vài triệu cũng có, 4 triệu cũng có, 9 triệu cũng có, và gần đây nhất thì có một cái đơn Midu vừa mới trong tuần vừa rồi là 12 hộp Midu dành cho các cái bạn vẫn còn là trước 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 tờ giấy thì đó. Thế thì các chị có thể là comment vào trong khung chat giúp em là cái tuần vừa rồi các anh chị đã ra được đơn Midu chưa, các anh chị ra được đơn Midu chưa ạ? Có anh chị nào mình ra được đơn Midu một đơn, hai đơn, hay là những cái con số các anh chị có thể nhắn cùng vào khung chat giúp em nhé. Hoặc là theo các anh chị á, là các anh chị chốt được đơn Midu 180 microgram nhiều hơn, hay là các anh chị chốt đơn Midu 360 microgram nhiều hơn các anh chị? Các anh chị nhắn giúp em nhé. Như bản thân em Quỳnh nha. Chia sẻ thật luôn là với em là em cũng chốt được 180 nhiều hơn các anh chị. Và team em cũng vậy, mọi người cũng chốt 180 nhiều hơn đúng không ạ? Các anh chị có thấy với nhau đúng là một cái, à đây em thấy có anh Điệp này, anh Điệp hay là chị Điệp thì lại chốt được 360 nhiều hơn này. Nhưng mà có một cái thật là các anh chị thấy không? Là mình chốt được 180 nhiều hơn đúng không ạ? Vậy thì liệu có phải là chúng ta mình đang bị chưa có linh hoạt trong cái việc mà tư vấn về Midu 180 hay là Midu 360 không các anh chị? Và chắc chắn rằng nếu như các anh chị mình tham gia cái buổi 5 em sáng ngày hôm qua, thì em tin chắc chắn rằng với cái sự hỗ trợ đào tạo của bác sĩ Việt Anh thì các anh chị cũng đã hiểu được rõ hơn về cái em xin phép một chút em nhắc các bạn nhỏ. Mẹ nói rồi, bây giờ con đi vô phòng chuẩn bị tới lượt mẹ. Sorry các anh chị, mùa hè ạ, nên là cứ phải đóng cái vai ác là các bạn ấy ồn ào lắm các anh chị, sorry ạ. Ok các anh chị mình có thấy không ạ, là mình đang bị lệch, mình đang bị lệch, mình chưa có linh hoạt với Midu 180 bằng 3 và Midu 360, cho nên là sáng ngày hôm qua nếu mà các anh chị đã tham gia cái Zoom của những bác sĩ Việt Anh thì em nghĩ là mình đã có thể là mình thấy cái việc mà chốt 360 nó đơn giản hơn rồi đúng không ạ? Rồi, thế thì các anh chị có thể là nhắn vào khung chat giúp em nha. Theo các anh chị này, cái USP của Midu ạ là gì? Các anh chị, Midu là sản phẩm gì ạ? Midu phải là sản phẩm về canxi không các anh chị? Các anh chị ở đây mình đều đang là những chiến binh rồi. Các anh chị nhắn giúp em xem là Midu là sản phẩm gì các anh chị? Có phải Midu là sản phẩm D3K2 không? Hay là Midu là sản phẩm canxi? Hay Midu là sản phẩm gì ạ? À, rồi em mới thấy 2, 3, 4. À rồi, 5 chiến binh ở đây thôi là đang nói chính xác là Midu là dòng sản phẩm gì các anh chị? Dòng sản phẩm chuyển hóa canxi. Đúng không ạ? Rồi, đó. Hôm nay em Quỳnh lên đây là thứ nhất là giao lưu với các anh chị, thứ hai làm sao mình cùng nhau ôn lại bài tập một xíu để tí nữa bác sĩ Việt Anh lên mà có check kiểm tra bài là chúng ta không không có bị không không có bị gọi như là quên bài các anh chị nhá. Rồi, thế thì mình đang nói chuyện với nhau là mình đang bị chưa có linh hoạt với một Midu 180 và Midu 360, cho nên là những cái buổi Zoom như thế này sẽ giúp các anh chị mình làm sao mình có kiến thức thực chiến hơn, thực tế hơn để các anh chị mình đi tư vấn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nói lại với nhau rằng liệu mình có đang bỏ qua một cái thị trường rất là lớn để tư vấn về Midu 360 hay không? Thế thì trước khi đặt câu hỏi đó thì các anh chị có thể là nhắn vào khung chat giúp em xem là theo các anh chị thì cái đối tượng cụ thể của cái dòng Midu 360 microgram là gì? Cái này nội dung này đã được học sáng ngày hôm qua rồi. Bác sĩ Việt Anh đã nói rất là cụ thể sáng ngày hôm qua rồi. Các anh chị lại ôn bài cùng với Quỳnh nhá. Là Midu 360 theo các anh chị là cái đối tượng cụ thể của cái dòng sản phẩm này. Là dành cho những đối tượng nào các anh chị? Có phải là dành cho trẻ em dưới 15 tuổi không các anh chị? Hay là... Rồi em đang thấy tất cả các anh chị 10, rồi 15 tuổi trở lên ạ. Tiếp tục đi các anh chị. Mình nhắn tiếp tục đi ạ. 15 tuổi trở lên, những người từ 15 tuổi trở lên mà mình muốn đạt khối lượng xương đỉnh, đúng không ạ? Tiếp tục, còn gì nữa không các anh chị? Có dành cho, rồi chị Vân Anh nói dành cho người trưởng thành này, rồi mẹ bầu bỉm này. Mình hay dùng cho đối tượng tiền mãn kinh loãng xương.
Dạ. Rồi, Không quan em tâm tiếp tục, các anh nhiều. chị tiếp tục là phụ nữ sau sinh, người trưởng thành mẹ sau sinh đúng không ạ? Rồi có thể là vận động viên nữa các anh chị, rồi những người lớn tuổi, những người bị gãy xương mà mình đang cần điều trị đúng không ạ? Và đặc biệt là theo các anh chị nha, là mình sẽ tư vấn Bidu 360 với những cái bệnh xương khớp mà đang là giai đoạn cấp tính hay mãn tính các anh chị. Midu 360 mình sẽ ưu tiên là tư vấn cho những cái bệnh lý về xương xương khớp mà đang cấp tính hay mãn tính ạ. Rồi, các anh chị thuộc bài rồi ạ. Các anh chị đều là những chiến binh xuất sắc rồi đó. Ok, mãn tính đúng không các anh chị? Cấp tính thì mình sẽ ưu tiên dành cho gì ạ? 180 đúng không các anh chị? Rồi, thế còn những cái bệnh bệnh lý về xương khớp mà đã mãn tính rồi thì chúng ta sẽ ưu tiên là Midu 360. Ok không ạ? Rồi, đó là những cái kiến thức mà bác sĩ Việt Anh sáng ngày hôm qua đã hỗ trợ đào tạo cho chúng ta. Thế thì mình cũng nói đi mình cũng sẽ nói lại là một cái thị trường về cho Midu 360 các anh chị. Nó vô cùng rộng lớn luôn, bởi vì sao các anh chị có biết là Việt Nam hiện nay của chúng ta mình đang có cái tốc độ già hóa dân số rất là lớn. Năm 2023 vừa rồi thì các anh chị có biết là Việt Nam mình là dân số bao nhiêu không ạ? Năm 2023 dân số Việt Nam mình là bao nhiêu triệu người các anh chị? Em Quỳnh là lên Zoom là hay hỏi nhiều lắm các anh chị và rất muốn các anh chị tương tác nhiều rồi, đúng rồi, 100 triệu dân số, 100 triệu người đúng. Đúng không ạ? Thế thì có một cái dự báo là đến năm 2050 là người cao tuổi sẽ chiếm khoảng 25% tổng dân số các anh chị. Thế thì chắc chắn là đến năm 2050 dân số nó sẽ không dừng ở 100 triệu đúng không ạ? Và chúng ta có một cái thị trường là 25% tổng dân số, là nếu như mà mình chưa tính đến là con số là dân số tăng lên nhá, mình tính 25% của 100 triệu người thôi là chúng ta đang có một cái thị trường bao nhiêu triệu dân các anh chị? Mình đang có một cái thị trường về, em đang nói riêng về, hôm nay chúng ta sẽ nói về Midu 360 nhiều hơn nhé. Mình sẽ đã, nếu như mà dân người cao tuổi chiếm khoảng 25% tổng dân số thì các anh chị mình đang có một cái thị trường bao nhiêu triệu dân rồi ạ? Mình chưa tính đến là sắp tới là dân số nó sẽ tăng lên 25 triệu đúng không các anh chị? Theo các anh chị thì cái thị trường này nó có lớn không ạ? Nó rất là lớn đúng không ạ? Người cao tuổi thì chắc chắn là mình sẽ gặp những cái vấn đề, nhiều vấn đề lắm, nhưng mà vấn đề nhiều nhất gặp đến sẽ là xương khớp, như là loãng xương, thoái hóa khớp, viêm khớp vân vân đúng không ạ? Và chính vì vậy thì nó sẽ có những cái nhu cầu về những cái sản phẩm hỗ trợ xương khớp. Bên cạnh đấy thì Việt Nam mình thì hay có cái thói quen là gì ạ? Mình không có thói quen phòng bệnh, mà mình chỉ đến khi mà mình thấy là mình bị chuột rút này, hay là mình thấy bị đau cứng khớp, hay là tê bì chân tay thì lúc đấy mình mới đi khám và lúc đấy thì mình mới chữa bệnh thôi, chứ không không có cái tâm lý là phòng bệnh đó. Cho nên là nhiệm vụ của tất cả chúng ta, tất cả các chiến binh Midu là các anh chị phải giúp cho khách hàng hiểu rõ cái tầm quan trọng của cái việc phòng ngừa vấn đề xương khớp từ sớm, và giải pháp ở đây chính là Midu 360 đúng không ạ? Và có một cái điểm rất hay ở cái thị trường này, đó chính là gì, ví dụ như các anh chị bán Midu 180 đi, các bạn nhỏ mà các bạn đi cao lên thì khi mà khách hàng của các anh chị á, nhìn thấy các bạn nhỏ cao lên chẳng hạn, thì theo các anh chị là người ta sẽ hỏi ai về xem là con cao được vì nhờ sản phẩm gì, các anh chị có hỏi những cái bạn nhỏ đấy không ạ? Theo các anh chị là có hỏi những bạn nhỏ đấy không các anh chị? Không đúng không ạ? Mà chắc chắn là mình sẽ hỏi những cái người phụ huynh đúng không ạ? Đó, cho nên là sao, những cái người trưởng thành á, mình có một cái rất hay, đó là nếu như mình dùng có hiệu quả thì mình lan tỏa một cách rất là dễ dàng và rất là tự nhiên đúng không anh chị? Đó, cho nên là việc mà các anh chị, và tất nhiên nữa là thêm nữa là Midu 360 của chúng ta là mình tư vấn đố các anh chị biết là mình không cần lập cái gì ạ. Chốt đơn Midu 360 là mình không cần phải lập cái gì các anh chị, không cần phải lập cái gì ạ, lập phác đồ đúng không ạ? Rồi, chúng ta không cần phải lập phác đồ như Midu 180, như dành cho các bạn nhỏ là phải có cân nặng chiều cao đúng không anh chị? Với Midu 360 mình không cần phải làm phác đồ, cho nên là sao cái gì mà nó lại rất là hiệu quả. Và mình không có nói so sánh về giá ở đây, mình chỉ cần so sánh là riêng về cái hàm lượng Midu MenaQ7 vitamin K2 các anh chị, 360 microgram là cái hàm lượng duy nhất và lớn nhất ở thị trường bây giờ rồi, thì các anh chị cảm thấy là mình có tự tin khi mình đi chia sẻ không các anh chị? Mình có không ạ? Nếu mà có cho em một cái icon, một cái bông, một cái hoa vào trong khung chat được không các anh chị? Để cho em biết rằng là các anh chị đang mình đang rất là sẵn sàng, mình lan tỏa, mình chia sẻ cũng như là mình sử dụng trải nghiệm cái sản phẩm này cho chính người thân trong gia đình mình đúng không ạ? Rồi, thế thì đó là những cái phần chia sẻ của em Quỳnh ngày hôm nay. Rất là mong là các anh chị là mình sẽ tham gia đến cuối buổi đúng không ạ, để mình lắng nghe
những cái phần đào tạo hỗ trợ đến từ bác sĩ Việt Anh này, cũng như là cuối buổi mình sẽ có những cái phần điểm danh và có cả những cái phần quà đấy các anh chị nha. Rồi, chắc là phần của em nó cũng hơi không biết là đã cháy giờ chưa, thì chắc là em sẽ trả lại mic cho anh Thủy và cảm ơn tất cả các anh chị là mình đã lắng nghe, và chúc cho tất cả các anh chị là mình buổi tối ngày hôm nay mình sẽ thu nhận được nhiều giá trị ạ. Cảm ơn các anh chị nhiều ạ. Anh Thủy ơi, mình chưa bật mic ạ. Xin cảm ơn mentor Quỳnh và có buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay. Cả nhà hãy cùng với Thủy đi, chúng ta thả thật nhiều bông nhiều hoa để cảm ơn mentor Bùi Quỳnh đã có cái chia sẻ vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Ôn lại cho chúng ta một phần kiến thức chúng ta đã học, đúng không? Thì trong cái quá trình học thì chúng ta đã thấy rồi đấy, cái Mido 17 360 của chúng ta nó vô cùng quan trọng cho tất cả mọi cái đối tượng, ví dụ như từ 15 tuổi trở lên để chúng ta muốn đạt đỉnh với canxi. Nhưng mà sau khi mà đạt đỉnh canxi cho cái tuổi trưởng thành rồi ấy, thì đến cái tuổi nào chúng ta lại bắt đầu cần bổ sung canxi nữa, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy biết là tất cả ví dụ như phụ nữ sau sinh đấy, thì mỗi một lần sinh nở là mỗi một lần đã mất đi một lượng canxi cho dành cho con, đúng không? Và thời buổi bây giờ đây chúng ta ăn uống, ngoài cái việc ăn uống vào và các cái sản phẩm ví dụ như các cái con vật rồi các cái rau củ quả đó, thì đều có cái chất tăng trọng tăng trưởng, vậy cho nên là bản thân những cái thức ăn chúng ta đều có chưa có đủ bổ sung canxi, cho nên là chúng ta cũng là những người thiếu canxi và vô cùng cần thiết. Bởi vì khi mà thiếu canxi thì chúng ta sẽ rơi vào 147 bệnh trong cái việc thiếu canxi, ví dụ như chúng ta rụng tóc này cũng là liên quan đến thiếu canxi này, hoặc mất ngủ cũng có thể thiếu canxi, hoặc là có những người mà đứng lên ngồi xuống cũng là thiếu canxi, cũng chưa chắc là đã phải là bệnh tiền đình, đúng không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái phần chia sẻ của một đối tác kinh doanh vô cùng xuất sắc đấy, bạn ấy sẽ chia sẻ cho chúng ta cái kinh nghiệm và cách tiếp cận khách hàng như thế nào, và cái kết quả của khách hàng khi mà sử dụng cái canxi ở trong cái Mido 360 của chúng ta ngày hôm nay, đúng không? Vậy thì bây giờ thì sẽ trân trọng mời đối tác kinh doanh rất là xuất sắc bạn Dương Tiểu Ni, xin mời bạn hãy lên chia sẻ cái phần chia sẻ của bạn ngày hôm nay ạ. Cả nhà ơi, chúng ta hãy thả nhiều bông nhiều hoa lên ạ, để bạn ấy lên ạ. Rồi, xin cảm Dạ ơn tất cả rồi. các anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh Xuân Thủy. Hôm nay anh Xuân Thủy làm MC rất là tuyệt vời. Với những cái kiến thức của anh chia sẻ với mọi người thì em nghĩ là chắc mọi người cũng đã nhận lại được qua những cái phần dẫn dắt của anh. Mọi người hãy cho anh Xuân Thủy những tràng bông tràng hoa đi ạ. Thật ra là lúc nãy giờ em thấy anh Thủy làm MC là em cảm thấy là mình tự cảm thấy là phải ngưỡng mộ anh ấy, rất là giỏi, nói chuyện rất là lưu loát và có một cái kiến thức ở trong trong đầu có thể là gọi là cũng rất là nhiều ấy. Em hay chia sẻ về đồng đội của em là nói là kêu gọi đồng đội của em là mọi người ơi hãy vào Zoom đi, tối nay có chú Xuân Thủy làm MC rất là dễ thương và rất là giỏi. Đồng đội em hồi nãy giờ cũng thấy em kêu gọi thì em thấy cũng kha khá đồng đội của em vào, vì cái năng lượng mà của chú truyền đi em cũng muốn là nhắn gửi với đồng đội của em là mọi người cũng hãy học theo ở chú, bởi vì thật ra là cháu là ni xưng xưng anh cũng được nhưng mà do thì thấy muốn xưng là chú để kiểu giống như là tôn trọng chú thôi chứ cũng không phải là lớn tuổi mà để xưng chú nha chú Thủy. Dạ thì đầu tiên cho em xin tự giới thiệu, em tên là Dương Tiểu Ni. Năm nay em 34 tuổi, hiện em đang sinh sống và làm việc ở Phú Yên. Thì nghề nghiệp của em cũng là dược sĩ. Em cũng đã có thời gian thâm niên công tác ở bệnh viện được 11 năm và sau đấy vì một vấn đề sức khỏe nên em tạm dừng công tác ở môi trường bệnh viện để về nhà và đồng hành cùng với The Rugby vào tháng 8 năm 22. Cho đến giờ thì em cũng gần được 2 năm và cũng có một chút thành tích hơi nhỏ thôi. Hồi nãy chị Quỳnh chỉ bảo là chỉ có một thành tích nhỏ là mentor một sao, xong em mới nói là giờ mà em nói nhỏ là chắc là em nhỏ xíu luôn vì em thành tích của em chỉ là cốt 2 sao và duy trì từ lúc em tham gia The Rugby được 2 tháng tới giờ là tới bây giờ là em vẫn chưa lên được cốt 3 sao, nó cứ nằm im mà cốt 2 sao ý. Và em cũng mong là trong đợt tác chiến này trong năm nay và cái mục tiêu của em cũng sẽ được lên M1 giống như nho nhỏ như chị Quỳnh. Thì
Đầu tiên ấy, thì em vào The Robby ấy, thì cái sản phẩm chính của em ấy là em chưa biết đến Midu đâu. Sản phẩm chính của em là chỉ em đi về chuyên beginner về bên nhà đồng giao. Thì sau đó thì em theo dõi những cái trang tổng kết. Mọi người ơi, cho em xin phép một tí, em về em nói con em đó, nó im lặng một tí được mà. Mọi người có nghe thấy tiếng của bọn nó la không mà? Dạ, nếu mà không sao thì em sẽ tiếp tục ạ. À. Thì đó thì em tham gia vào đó thì em nhìn các cái bảng mà tổng kết của The Rugby ấy, thì em thấy cái doanh số của Midu á là nó luôn đứng ở top đầu. Thì đối với những cái doanh số mà đứng ở top đầu ấy, thì em sẽ bắt đầu là em sẽ để tâm. Thì với một cái người mà kiểu không có kiến thức y khoa như bọn em ấy, thì bọn em sẽ lúc nào cũng sẽ muốn kinh doanh một cái sản phẩm nào đó, thì trước hết là em sẽ hay nhìn vào cái hoạt chất của cái sản phẩm đó và em phải trải nghiệm cái sản phẩm đó trước thì em mới có tự tin để mà em kinh doanh đó. Thì khi mà bởi vì thực ra là em có bệnh đó là bệnh bú giáp, em bị suy giáp từ hồi thời mà em còn đi học cấp. Dạ mọi người cho em xin lỗi ạ. À. Nghe chị thấy không? À, trong rugby chúng ta rất là tuyệt vời đúng không? Tất cả các bạn này chia sẻ lên đây đều không phải là chuyên gia, đấy, toàn là đại lý của chúng ta bắt đầu trải nghiệm và đứng lên để chia sẻ đúng không? Vậy cho nên là chúng ta hãy cổ vũ cho bạn Tiểu Ly một chàng bông chàng hoa nữa nhé. Dạ. Tối nay con em nó hơi bị nghịch. Dạ thì đó thì em sẽ là người trải nghiệm sản phẩm, sau đó em mới có thể tự tin để em đi chia sẻ và đồng hành cùng với khách hàng của em. Bởi vì mình kinh doanh một cái sản phẩm gì đấy thì mình phải trao đi cái giá trị, mình không phải kinh doanh một ngày, một tháng, một năm rồi mình nghĩ mà mình đây là một cái gọi là một cái nhân hiệu, một cái sự nghiệp cho mình. Thì lúc nào cái sản phẩm của em đến với khách hàng thì em cũng thường là sẽ trải nghiệm và ok với cái sản phẩm đấy thì mình mới có thể đi lan tỏa. Thì em là một cái đứa mà có bệnh nền rất là nhiều. Thứ nhất là em bị suy giáp nè, thì mọi người biết là suy giáp thì cái tuyến giáp em đã cắt rồi, thì cái lượng mà hóc môn mà tiết ra canxi ấy, thì em đã cũng sẽ không có, nên chắc chắn là em phải lệ thuộc vào và phải bổ sung canxi nhiều nè. Rồi tiếp đến là em bị một cái chứng bệnh gọi là phải dùng corticoid, thì nó dẫn đến là suy tuyến thượng thận của em. Thì dùng corticoid thì mọi người cũng biết là tác dụng phụ của nó là sẽ thiếu hụt hàm lượng canxi, dẫn đến là tay chân em lúc nào cũng sẽ kiểu giống như là rất là tơ cứng, chuột rút nè, rồi em cảm giác các cái khớp của em nó rất là đau nhức, và đặc biệt là em ăn uống em không cảm giác ngon miệng và ngủ của em thì cũng sẽ không vào ngon giấc, cứ trằn trọc miết gì đó. Thì trước đấy là em cũng đã sử dụng rất là nhiều cái sản phẩm canxi, nhưng mà thường á, em chỉ có sử dụng là đúng nghĩa là canxi hữu cơ và hoạt chất của nó là D3 thôi. Có nghĩa là mình cứ nghĩ là lúc đấy tại thời điểm đấy em chỉ có nghĩ là chỉ còn là hai hoạt chất là nguyên tố canxi và D3 là nó đủ để hấp thu canxi vào máu để nó gắn vào khung xương thì giúp cho xương đùi của em sẽ là chắc khỏe, là đã ổn định rồi. Nhưng mà em dùng rất là lâu, dùng từ hồi năm lớp 10 tới bây giờ luôn, thì những cái triệu chứng của em cũng có giảm đi, nhưng mà thật ra nó không có hết, nó không có cải thiện gì cho em nhiều hết. Xong rồi tới khi mà bắt đầu biết nhà Midu, lúc đấy thì bắt đầu em bắt đầu mới tìm hiểu, mới học theo lúc các cái khóa học của bác sĩ Hiên ấy, thì mình mới nhận ra là à thì ra kiến thức của mình chưa có tới đâu hết, mình học chưa có tới nơi tới chốn. Và nhiều khi ấy, các cái nghiên cứu gần đây, khi mà các cái nghiên cứu mà của K2 NV7 vận chuyển gắn canxi vào xương đấy, thì lúc đấy mình mới ồ ra là mình kêu là à thì ra trước giờ mình chưa có là học tới nơi tới chốn và cũng chưa có hiểu thực chất về cơ chế của xương như thế nào. Thì lúc đấy em bắt đầu trải nghiệm thì khoảng đâu 2 tháng là em cảm thấy là các cái khớp tay của em ấy là nó không có còn tê nhất nữa, và thường là em sẽ ngủ dậy vào lúc buổi trưa và lúc buổi sáng là cái rõ nhất là chân tay của em nó sẽ cứng khớp vậy đó, kiểu giống như nó cảm thấy là không thể cử động được ấy. Khoảng nằm một chút sau em sẽ bóp tay bóp chân thì em mới có thể vận động được. Thì khi mà sử dụng cái Miru á thì em cảm thấy là nó cải thiện, nó ổn. Nhưng mà vì lý do là cũng một phần kinh tế nên em kiểu giống như cũng sẽ xen kẽ vậy đó, có nghĩa là em sẽ điều trị trong vòng 3 tháng 6 tháng, xong đấy em sẽ chuyển qua một cái loại rẻ tiền hơn, xong rồi tiếp tục em lại dùng lại tiếp tục Miru. Thì tới khi mà em cảm thấy là à cái tình trạng bệnh của em nó cải thiện, sau đấy là tới mẹ em thì năm nay 60 tuổi rồi, mẹ em có
các cái biểu hiện chắc chắn là các về già rồi, các cái biểu hiện mà đau nhức xương khớp của mẹ em là chắc chắn là có rồi. Mẹ em đi đứng đứng lên rồi là xương khớp nó lạo xạo, nó châm chọt, nó đau đến nỗi mẹ em đi không được luôn. Rồi dưới chân mẹ em có một cái gai, đốt gai ở dưới gót chân nữa, nên em thấy mẹ em la lết luôn. Cứ mỗi lần như vậy mẹ chỉ có muốn là nói là thôi chặt cái chân bỏ luôn đi, rồi ngồi què lết ngồi chỗ luôn chứ không muốn đi nữa. Mình thấy là rất là cảm thấy là đau xót cho mẹ mà không biết làm gì đó. Thì em cũng mua vừa sữa canxi vừa vừa Midu về cho mẹ trải nghiệm. Thì đúng thiệt là nó hiệu quả thật sự mọi người ạ. À, có nghĩa là mẹ em đã giảm bớt các cái tình trạng mà đau nhức ban đêm ngủ dậy bước xuống giường, mẹ em cũng sẽ không có còn rên đau nhức như vậy nữa. Rồi mẹ em có thể đi đứng lại kinh doanh bán ha, cà phê cả ngày, mẹ em cũng sẽ không có rên giống như trước nữa. Và từ đó bắt đầu mẹ em cũng bắt đầu đi lan tỏa ở mấy cái cô gì ở hàng xóm. Rồi mẹ em cũng nói là con bé đi nó mua cho mẹ cái này nè. Thì lúc đấy các cô tới thì em bắt đầu tư vấn các cô. Nhưng mà thường á thì em sẽ tư vấn các cô ấy, thì em cũng sẽ hỏi bệnh lý của các cô. Các cô có bệnh nền gì hay không? Rồi các cô đang sử dụng các cái loại thuốc gì ở nhà? Bởi vì thật ra những người mà lớn tuổi ấy thì thường mình mà chỉ cần mình nói về cơ chế à vận chuyển cái canxi octalin này gắn như này thì chắc chắn các cô sẽ không bao giờ các cô hiểu hết á. Nên thường ấy, em chỉ cần nói hỏi các cô á, thì là từ lúc các cô sinh được bao nhiêu đứa rồi, từ lúc các cô sinh tới giờ cô có bao giờ cô bổ sung cái gì hay không, cô có bổ sung canxi không, có bổ sung các cái chất nhờn ở các cái hợp dịch ra không đó, thì các cô nói cô không có bổ sung cái gì hết. Thì em chỉ có nói ra một câu là các cô dễ hiểu, là con chỉ nói là cô đẻ ba đứa rồi và cô biết là những lúc mà cô mang, cô sinh, cô mang bầu các con cô ấy, các cái hộp sọ, các cái khung xương, các cái răng, các cái khớp tay khớp chân hoặc là các cái xương đùi xương tay của bọn nó thì cô biết lấy ở đâu không, thì có nghĩa là lấy từ xương của cô đấy. Nên tới bây giờ tới cái độ tuổi này của cô thì chắc chắn là tình trạng loãng xương của cô nó thiếu hụt canxi thì dẫn đến nó sẽ đau nhức xương khớp đó. Thì nói như vậy thì nó sẽ ăn vào trong kiểu giống như các cô sẽ hiểu được là mình sẽ nói các cái vấn đề y khoa. Nên các cô, cái việc mà các cô tin mình, bởi vì thứ nhất là mình cũng có một cái chút kiến thức về nền tảng y khoa, thứ hai là mẹ cũng ở hàng xóm, mọi người cũng đã thấy những cái vấn đề đau nhức của mẹ rồi, kèm thêm là mọi người biết là con bé đấy nó đang làm trong cái lĩnh vực đấy, thì các cô tin thì dù có trên giá hơn so với ngoài thị trường một tí cũng được, thì các cô vẫn mua để trải nghiệm. Thì có cô trải nghiệm trong vòng khoảng các người mà có cái bệnh lý mà về nặng ấy, nặng và người ta phải thoái hóa luôn ấy, thì người ta sẽ thường là người ta phích tắc lại cho em ấy thì phải khoảng sau là 45 ngày thì sẽ có hiệu quả. Còn những người mà có cái bệnh lý rất là nhẹ hơn thì cùng lắm là khoảng 15 ngày đến 20 ngày là người ta cảm thấy là ra, người ta báo là các cái khớp tay khớp chân của cô nó đỡ hẳn luôn ấy đi. Thì lúc đấy là bắt đầu mình rất là tin yêu sản phẩm Midu và mình cứ thế mà lan tỏa. Và đối tượng khách của em không những là Mena 360 mà có cả 180 đều sau khi mà sử dụng các sản phẩm của Midu và họ lúc nào cũng quay lại và đồng hành trong cái việc chăm sóc sức khỏe cả gia đình họ luôn. Và nên vì thế nên cái doanh số của Midu của em cũng cũng rất là nhiều tháng, nhiều giai đoạn là đều là đứng top best seller của nhà Midu và lúc nào cũng được nhận quà của Midu là như vậy. Thì em nghĩ là chắc là thời lượng của em cũng hết rồi đó, nên chắc là em sẽ trả mic lại cho MC để cho các cái bạn khác để lên chia sẻ ạ. Dạ, em cảm ơn cả nhà. Xin cảm ơn đối tác kinh doanh Dương Thị Ni. Anh các chị ơi hãy thả thật nhiều bông nhiều hoa để cảm ơn cái phần chia sẻ của bạn Ni nhé. Một cái phần chia sẻ tuyệt vời không ạ? Đấy, mang cái sản phẩm Midu P7 đến cho khách hàng cách rất là tự nhiên đúng không? Nhưng mà có một kết quả vô cùng tuyệt vời từ người mẹ của bạn Ni, sau đó là bác đã đi chia sẻ cho khách hàng xung quanh đúng không? Vậy thì chúng ta cũng thế đúng không? Thì bắt đầu từ bản thân chúng ta, bây giờ nói chung là theo cái nghiên cứu mà từ những năm 2010-2011 ấy, thì 100% phụ nữ Việt Nam mà sau sinh đấy đều là thiếu canxi. Vậy cho nên là cái thị trường của Việt Nam chúng ta rất là lớn. Đấy, chứ không giới hạn chỉ 25% như kiểu nãy mentor Bùi Quỳnh nói đâu, bởi vì cái số đó là cái số già, nhưng mà cái số để quyết định được có cái đồng tiền để sử dụng cái Midu ấy, thì lại là một cái ở cái độ tuổi khác đúng không? Đấy, độ tuổi đó thì mới có cái quyết định được cái đồng tiền để mua sản phẩm về cho ba cho mẹ chúng ta dùng đúng không? Và nhưng lại thì nói đấy, 147 bệnh từ thiếu canxi. Thật sự đó là Thủy cũng đi làm về cái canxi này từ những năm 2010. Thủy cũng có một cái dịp ra ngoài Phú Yên
cũng ở cái bệnh viện lúc đó ở ngoài Phú Yên là năm 2012 ấy, là mới làm cái bệnh viện to lắm mà đến thăm cái bệnh nhân ở đấy, và Thủy cũng có cần kiểm tra cho bạn ấy xem cái lượng canxi của bạn ấy bao nhiêu ký đấy. Nếu mà những người trưởng thành chúng ta mà từ 1m6 đổ lên ấy, thường thường trên 3,2 ký thì cái lượng canxi nó mới vững chắc đúng không. Cái việc mà phụ nữ mà cứ hay bị rụng tóc hay bị gãy ngọn hay bị gãy gốc ấy, đấy là một trong những cái gọi là thiếu canxi đấy. Cho nên là chúng ta hãy mạnh dạn chia sẻ cái sản phẩm canxi của 360 của bên nhà Mido đó. Cái sản phẩm này ấy, thì Thủy đã vào trong cái phần tài liệu của bên Mido Thủy đọc, thì cái phần tiếng Anh khoảng hơn 20 trang ấy, nó bất cứ một cái nghiên cứu nào trong cái sản phẩm Mido này đều có nghiên cứu về cái Mido, cái vitamin K2. Vậy cho nên là cái vitamin K2 trong cái việc mà bổ sung canxi nó vô cùng quan trọng. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng với Thủy để nghe một cái phần chia sẻ định hướng cái thị trường tiềm năng lớn như thế nào ở Việt Nam đúng không? Ngoài cái việc mà như Thủy nói đấy, phụ nữ Việt Nam mà sau sinh gần như là 100% thiếu canxi, còn đàn ông chúng ta thế nào thì sau tuổi 35 thì rất nhiều các anh đàn ông chúng ta thiếu canxi, và đặc biệt là thiếu canxi thì liên quan đến cái bệnh đó là hiếm muộn đấy, không phải là sau 35 đâu mà từ 25 tuổi đi là cái tuổi mà đã bắt đầu chúng ta bị già hóa rồi đúng không, và tất cả các tế bào chúng ta bắt đầu sẽ thay đổi. Vậy cho nên là trong cái việc mà chúng ta sinh con ấy thì ngay đàn ông chúng ta thế thôi thiếu canxi cũng rất là nhiều. Vậy cho nên là hôm nay thì chúng ta hãy nghe một phần chia sẻ kiến thức của bác sĩ Nguyễn Việt Anh nhé. Là chân cả chúng ta hãy cùng với Thủy thả thật nhiều bông nhiều hoa lên đây để Thủy mời bác sĩ lên chia sẻ cho chúng ta về cái phần định hướng thị trường tiềm năng của Miru 360 của chúng ta nhé. Rồi xin mời tất cả chúng ta hãy thả thật nhiều bông nhiều hoa lên ạ. Vâng, và sau đây là Thủy trân trọng và kính mời bác sĩ Nguyễn Việt Anh lên chia sẻ cái phần chính của chúng ta ngày hôm nay nhé. Rồi, xin mời bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ, chào chào chú Thủy ạ, cảm ơn chú Thủy ạ. Vâng ạ, xin chào tất cả các anh chị em nhà mình đã có mặt trong Zoom buổi tối ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, Zoom buổi tối ngày hôm nay cũng rất là năng lượng đúng không ạ, anh chị rất là năng lượng. Thế thì không biết là có bao nhiêu anh chị chúng ta đã tham gia buổi sáng ngày hôm qua, đã tham gia Zoom buổi sáng ngày hôm qua. Có anh chị nào mà chúng ta chưa tham gia Zoom buổi sáng ngày hôm qua không? Hay là tất cả các anh chị chúng ta đã đều tham gia cái Zoom buổi sáng ngày hôm qua rồi ạ? Và được nghe chia sẻ của bác sĩ Việt Anh rồi ạ? Dạ vâng ạ. Thế thì anh chị nào mà chúng ta chưa có tham gia chưa chưa tham gia cái buổi Zoom sáng ngày hôm qua thì chúng ta hãy ngay lập tức sau cái buổi Zoom này đúng không ạ? Tối nay hoặc là ngày mai chúng ta hãy xin admin cái video record về cái buổi Zoom ngày hôm trước thì bác sĩ đã phân tích rất là kỹ đúng không ạ? Phân tích rất là kỹ về cái việc lên liệu trình Midu cho người những cái vấn đề về xương khớp cũng như là người lớn tuổi. Thì anh chị hãy nghe lại nhá. Và thông thường ấy, là cái buổi tối ngày hôm sau, tức là buổi tối ngày hôm nay này, thì sẽ là cái buổi chia sẻ review lại cái buổi sáng ngày hôm trước. Và hai cái buổi nó sẽ liên quan và logic đến nhau. Thế nên là nếu mà anh chị nào mà chúng ta chưa kịp tham gia nhá, thì anh chị hãy tham gia những cái buổi, hãy nghe lại những cái buổi Zoom buổi sáng để chúng ta có những cái nền tảng để chúng ta bắt đầu trong cái chương trình buổi tối. Thế tuy nhiên anh chị nào mà chưa kịp nghe cái buổi Zoom ngày hôm trước thì cũng không sao, anh chị có thể nghe lại được. Thế thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã được nghe rất là nhiều chia sẻ của chú Thủy này, chị Quỳnh đúng không ạ? Chị Ni đúng không ạ? Về các cái vấn đề về xương khớp của Việt Nam đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu về một cái vấn đề đó là các cái vấn đề về sức khỏe xương khớp của người Việt Nam nói chung cũng như là trên toàn thế giới nói riêng. Thì sau đây bác sĩ xin phép là chia sẻ slide đến với tất cả anh chị em nhà mình. Chủ đề ngày hôm nay là tiềm năng về thị trường sức khỏe xương khớp tại Việt Nam. Thế thì có một câu hỏi nhỏ cho anh chị em nhà mình ạ. Các anh chị em nhà mình có biết là trong cơ thể của chúng ta có bao nhiêu xương tất cả không ạ? Có ai biết là trong cơ thể của chúng ta có bao nhiêu xương không ạ? Có bao nhiêu xương anh chị em biết không ạ? 270 ạ. Vâng ạ, 200 ạ. Chị Thu Hà comment là 200 ạ. Còn ai có biết không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng ạ, tôi thấy là có một chị đã comment chính xác rồi đấy ạ. 206, trong cơ thể của chúng ta có 206 xương tất cả đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là gì ạ? Có 206 xương thì không đau cái xương này thì đau cái xương khác đúng không ạ? Không đau xương vai thì cũng đau xương tay, không đau xương tay thì cũng đau xương chân, không đau xương chân thì cũng đau thắt lưng đúng không ạ? Tóm lại là các cái bệnh lý xương khớp của Việt Nam chúng ta thì đa dạng lắm đúng không anh chị? Trong Zoom ngày hôm nay ạ, có anh chị nào mà chúng ta chưa từng gặp một cái vấn đề về cơ xương khớp nào không ạ? Có anh chị nào mà chưa từng gặp thì chúng ta comment số 0 nhá. Còn anh chị mà chúng ta đã từng gặp cái vấn đề về xương khớp hoặc là đã từng có biết đúng không ạ? Những cái người xung quanh mình, người thân bạn bè của mình gặp vấn đề về cơ xương khớp chúng ta comment số 1 nhá. Có nhiều không anh chị? Có nhiều không ạ?
Dạ vâng ạ, rất nhiều đúng không ạ? Chắc chắn là chúng ta đi ra ngoài đường luôn đúng không ạ? Gặp bất kỳ một ai đó chỉ cần trên 25 tuổi thôi thì là chắc chắn là người ta gặp một cái vấn đề về cơ xương khớp. Có thể là người ta không có gặp vấn đề về tiêu hóa đâu, dạ dày đâu, có thể là cũng không gặp vấn đề về hô hấp đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ, phải 99,99% là gặp một cái vấn đề về xương khớp. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái thị trường sức khỏe xương khớp Việt Nam thì tiềm năng lắm đúng không chị? Và cái tỷ lệ mắc cái bệnh lý xương khớp Việt Nam á, thì Việt Nam là một nước, một trong các nước mà có tỷ lệ mắc bệnh xương khớp nằm ở top đầu trên thế giới. Và chúng ta thì đang ở trong những năm 2024 đúng không ạ? Thế thì ở các tổ chức y tế thế giới, đặc biệt là WHO á, thì cứ 10 năm, tức là một thập niên thì người ta sẽ thống kê lại các cái vấn đề về cơ xương khớp một lần. Và chúng ta vừa trải qua một cái thập niên là năm 2010 và năm 2020. Và đây được coi là thập niên của xương, thập niên xương và khớp. Tức là các cái vấn đề, các cái bệnh lý về xương khớp ấy, nó tăng lên một cách đột biến và được đặt tên là thập niên xương khớp. Anh chị thấy nó có dã man không ạ? Và thế thì chúng ta đã trải qua cái thập niên 2010, 2020, 20 rồi. Chúng ta đang ở những năm 2024. Thì những cái bệnh lý xương khớp nó có thuyên giảm không anh chị? Theo anh chị là những cái tỷ lệ về bệnh lý xương khớp nó có giảm không ạ? Và ngay sau đây thì mời anh chị xem một cái video về thực trạng bệnh lý xương khớp tại Việt Nam ạ. Và nhờ anh Tony Duy có thể phát video này cho các anh chị cùng xem ạ. Vâng ạ. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ mắc thoái hóa khớp gối chiếm khoảng 20% dân số toàn cầu. Tại Mỹ, tỷ lệ người trên 55 tuổi có thoái hóa khớp gối lên đến 80%. Theo thống kê của Hội Cơ xương khớp Việt Nam, nước ta có khoảng trên 30% người trên 35 tuổi và 60% người trên 65 tuổi mắc bệnh xương khớp. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu cho thấy, chỉ sau 5 năm phát bệnh, khoảng 60% bệnh nhân sẽ mất chức năng lao động bình thường và 16% bệnh nhân mất chức năng đi lại. Anh chị thấy những con số này nó có kinh khủng, nó có dã man không ạ? Vâng ạ. Thế thì đây là trên slide của bác sĩ là cái tóm tắt lại về cái tỷ lệ mắc bệnh lý xương khớp tại Việt Nam. Theo thống kê của Hội Cơ xương khớp Việt Nam ấy, là cứ khoảng có khoảng 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi mắc những cái vấn đề về thoái hóa khớp. 80% người trên 55 tuổi có thoái hóa cột sống cổ, 30% nam và 28% nữ từ độ tuổi 55 đến 64 tuổi có thoái hóa cột sống thắt lưng. Và theo dự báo thì đến năm 2020 đến năm 2030 thì sẽ có khoảng hơn 4,5 triệu người bị loãng xương, trong đó có nữ giới chiếm đến 70 đến 80%. Và hiện nay tại Việt Nam thì cứ 3 phụ nữ trên 50 tuổi thì có một phụ nữ mắc loãng xương. Vậy thì rõ ràng là những con số này nó rất là nhiều đúng không ạ? Và ở xung quanh chúng ta chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những người mà đang gặp những cái bệnh lý về cơ xương khớp. Và với Midu thì không chỉ là chúng ta đi tiếp cận với những cái đối tượng là đã mắc các bệnh lý về xương khớp rồi, mà ở Midu chúng ta đi dùng này, có thể là dùng đi phòng đúng không chị, để giúp cho chúng ta có cái mật độ xương tăng lên, giúp cho xương khớp chắc khỏe hơn và phòng ngừa các cái bệnh lý về cơ xương khớp. Và trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là có cái sự chia sẻ là các cái bệnh lý về xương khớp của Việt Nam thì ngày càng trẻ hóa đúng không ạ? Thông thường trước đây chúng ta chỉ nghĩ rằng là mắc các bệnh lý về xương khớp ấy, thì đa số là người già đúng không ạ? Phải người già thì mới gặp. Thế nhưng mà ngày nay á là những cái nghiên cứu, những cái thống kê đã chỉ ra rằng là các cái bệnh lý xương khớp ngày càng trẻ hóa, và ở các cái bệnh viện y học cổ truyền ấy, anh chị, người ta thấy rằng là người ta tiếp nhận rằng là ngày càng những cái ca bệnh nhân trẻ hóa chỉ từ trên 20 tuổi và đến bệnh viện và để xử lý, để điều trị những cái vấn đề về cơ xương khớp thì rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Và ngay sau đây thì chúng ta lại có một cái video nữa về thực trạng cái tỷ lệ mà các cái bệnh lý về xương khớp của Việt Nam ngày càng trẻ hóa. Và anh chị xin mời anh chị cùng xem video sau đây ạ. Đây là một video của VTV4 ạ. Y tế, bệnh nhân thoái VTV1. hóa khớp và cột sống đang ngày càng trẻ hóa. Mỗi ngày thì Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng chục bệnh nhân còn rất trẻ, có người dưới 20 tuổi nhưng đã được chẩn đoán là thoái hóa khớp.
Vị trí khớp hay bị thoái hóa nhất là khớp gối, khớp cổ tay, khớp vai, khớp háng và cột sống. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do thói quen sinh hoạt của người bệnh như là thường xuyên ngồi bắt chéo chân, ngồi gập lưng, cúi cổ quá lâu để lướt điện thoại. Những hành động lặp đi lặp lại này có thể dẫn tới thoái hóa cột sống, đốt sống cổ. Cái cột sống của mình nó sẽ gồm những cái đốt sống mà nó có một cái bộ phận mềm, nó chen giữa hai cái xương thì người ta gọi cái đó là đĩa đệm. Nếu như mà mình nằm thì cái áp lực lên đĩa đệm nó rất là thấp, nó chỉ khoảng 25kg tới 50kg thôi. Nhưng mà ví dụ khi mà mình đứng thẳng như thế này thì cái áp lực lên đĩa đệm nó sẽ tăng lên để vào khoảng ví dụ như là 100kg đi. Nhưng mà nếu như mà mình ngồi mà mình cong lưng, cái tư thế mà mình làm việc văn phòng, mình ngồi cong lưng như thế này thì áp lực nó lên hơn 200kg. Hơn 200kg liên tục trong cái thời gian dài thì cái đĩa đệm của mình nó sẽ bị thoái hóa. Thành ra người ta khuyến cáo rằng là mình ngồi thẳng lưng, nhưng mà sau khoảng 30 phút đến 1 tiếng là mình phải vươn vai, mình phải đứng dậy. Thì khi đó thì cái nó mới giải phóng được cái đĩa đệm của mình, thì mình mới bảo vệ được cái cột sống của mình tốt hơn. Vâng ạ, có anh chị nào vừa xem video trên mà chúng ta giật mình không ạ? Giật mình bởi vì là gì ạ? Mình đang ngồi khom lưng không ạ? Giật mình vì mình cũng đang ngồi bắt chéo chân không ạ? Hay là giật mình gì ạ? Vì mình cũng đang cúi gằm cổ để mình xem điện thoại không ạ? Đúng không ạ? Thì thực ra là những cái vấn đề đó chúng ta gặp hàng ngày và chính bản thân chúng ta cũng gặp, đúng không anh chị? Dạ vâng ạ. Và cái tỷ lệ những cái bệnh lý về xương khớp ạ, ngày càng trẻ hóa do là cái lối sống hiện đại của chúng ta. Con người chúng ta lười vận động hơn và những cái thời gian sử dụng điện thoại, máy tính thì lại càng nhiều hơn. Khi mà chúng ta ngồi ở cùng một cái vị trí, cùng một cái tư thế sử dụng máy tính điện thoại trong một thời gian dài ấy, thì sẽ dẫn đến là gì ạ? Đau mỏi vai gáy, đau cổ đúng không ạ? Và từ đó thì kéo theo những cái bệnh lý về xương khớp gia tăng. Và riêng với những người làm công việc văn phòng thì tỷ lệ mắc các cái bệnh lý về cơ xương khớp hiện tại đã lên đến 60%. Và không chỉ là những người làm công việc văn phòng đúng không ạ? Hiện tại thì cái việc mà sử dụng máy tính điện thoại đúng không ạ? Là tất cả chúng ta đều gần như là ai cũng sẽ có một cái máy tính hay điện thoại đúng không ạ? Ít nhất là có cái điện thoại đúng không ạ? Và chúng ta làm việc trên điện thoại rất là nhiều. Các con thì đi học thì cũng phải vác một cái ba lô rất là lớn đúng không ạ? Thế nên là những cái áp lực lên các cái khối xương của chúng ta rất là nhiều. Và ngoài ra thì những cái thói quen xấu như là lạm dụng rượu bia hay thuốc lá thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề đến cái cơ xương khớp của chúng ta. Song song với đó là những cái chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Chúng ta ăn rất là nhiều đồ ăn nhanh đúng không ạ? Bỏ bữa đúng không ạ? Đặc biệt là đồ ăn nhanh. Trong đồ ăn nhanh của chúng ta ấy, ví dụ như là các cái sản phẩm Coca-Cola chẳng hạn, thì nó có thể là làm đào thải cái canxi ra ngoài. Và khi mà chúng ta ăn nhiều đồ ăn nhanh như vậy thì cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta không được đảm bảo cân bằng, cũng làm cho chúng ta không có hấp thu được canxi. Và đặc biệt rằng là vitamin K2 là cái vitamin giúp chuyển hóa canxi thì lại có rất là ít trong thực phẩm đúng không ạ? Thế nên là nếu mà chúng ta không có biết những cái thông tin về vitamin K2 thì chúng ta cũng đã bỏ qua cái vitamin K2 này, và chắc chắn là canxi sẽ không được chuyển hóa một cách tối ưu. Thì đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là các cái bệnh lý về cơ xương khớp thì ngày càng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Và song song cái việc là các bệnh lý về xương khớp ngày càng trẻ hóa thì dân số của chúng ta cũng ngày càng già hóa. Và Việt Nam là một đất nước, một quốc gia có cái tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Không biết tại sao nhưng mà Việt Nam thì rất hay nằm trong số các cái nước mà có cái từ nhất đúng không ạ? Cả về tích cực và cả về tiêu cực đúng không ạ? Nào là các cái bệnh lý xương khớp top đầu thế giới đúng không ạ? Nào là cái chiều cao thấp nhất thế giới đúng không ạ? Nằm trong cái top thấp nhất thế giới. Nào là các cái quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, toàn là cái từ nhất thôi đúng không ạ? Và những người từ 60 tuổi trở lên thì chiếm gần 12 tổng số dân số vào năm 2019 và đến năm 2050 ấy, thì dự đoán là con số này sẽ tăng lên là 25% như cái thông tin mà vừa nãy chúng ta vừa được cập nhật từ chị Quỳnh đúng không ạ? Và đến năm 2036 thì Việt Nam đã bước vào cái thời kỳ dân số già, tức là nó không còn là già hóa là đang trong cái quá trình chuyển hóa từ trẻ thành già đúng không ạ? Còn là dân số già tức là nó đã già rồi đấy ạ. Thế thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Các bệnh lý xương khớp thì là vừa có cái tính chất trẻ hóa mà dân số của chúng ta vừa già. Thế thì cái giải cần phải sử dụng sản phẩm gì ạ? Nó càng mở rộng ra đúng không anh chị? Tức là cái sản phẩm Midumena Q7 của mình không chỉ dành cho đối tượng là gì ạ? Người già, người trung niên, người già, mà đã bắt đầu có thể sử dụng từ các em bé từ 15 tuổi trở lên rồi. Và thế thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái thị trường của chúng ta rất lớn. Và cái thị trường lớn như vậy thì song song với cái việc là cái doanh thu từ những cái thực phẩm chức năng, từ những ngành thực phẩm chức năng cơ xương khớp tại Việt Nam trong những năm gần đây cũng rất là kinh khủng của anh chị. Đến năm 2019 ấy, thì đạt gần 6 tỷ USD
gần 6 tỷ đô. Nhưng mà đến năm 2021 ấy, thì đã đạt gần đến là 12 tỷ USD. Và hiện tại thì chỉ có con đang hiện tại là chỉ có con số thống kê năm 2021 thôi. Và anh chị thấy là từ năm 19 đến năm 2021 nó đã tăng lên gấp đôi rồi, đúng không ạ? Thế đến bây giờ đến năm 2024 đúng không ạ? Thì chắc chắn là nó không chỉ dừng lại ở cái con số 12 tỷ USD nữa. Và chúng ta thấy rằng là có con số là gì ạ? Cái tốc độ tăng trưởng nhanh, nhanh lên nhanh và đạt đến 15%. Thì anh chị có thể tính nhanh xem là đến năm 2024 thì con số này đã tăng lên là bao nhiêu tỷ rồi ạ? Đúng không ạ? Mình cứ gọi tròn nó là 15 tỷ đi. 15 tỷ USD thì anh chị tính ra xem tiền Việt đúng không ạ? Nó là bao nhiêu tiền? Hàng ngày người Việt Nam đang đốt bao nhiêu tiền cho những cái thực phẩm chức năng để giải quyết, để hỗ trợ các cái bệnh lý về cơ xương khớp tại Việt Nam ạ, đúng không ạ? Chúng ta có thể là làm một phép tính rất là nhanh thôi, chúng ta có thể là tính ngay ra được. Vậy thì ngay ngày hôm nay chúng ta có một cái bài tập, đúng không ạ? Ngay ngày hôm nay chúng ta có một cái bài tập, đúng không ạ? Mặc dù là buổi review thôi nhưng mà chúng ta có bài tập, đó là gì ạ? Hãy viết ra giấy, 10 người thân, 10 khách hàng của chúng ta có cái tiềm năng, đúng không ạ? Có cái tiềm năng sử dụng sản phẩm Midu Menaki 7. Và ở đây có thể là 180 và cũng có thể là 360. Vâng ạ, anh chị có thấy là cái bài tập này ạ, nó có đơn giản đúng không ạ? 10 người đúng không ạ? 10 người xung quanh chúng ta. Có thể là gì ạ? Có thể là ngay từ người thân của chúng ta, có thể là ngay từ bản thân chúng ta, đến người thân của chúng ta, đến bạn bè của chúng ta, đúng không ạ? Là chúng ta đã có thể gì ạ? Rất dễ dàng có được 10 người mà đang có cái nguy cơ hoặc là đã gặp những bệnh lý về cơ xương khớp rồi. Thế thì anh chị có sẵn sàng là chúng ta cùng hoàn thành bài tập này không ạ? Anh chị nào sẵn sàng là chúng ta comment nhé. Và nhờ admin là ghi nhận bài tập này cho anh chị nhé. Ghi nhận bài tập này cho tất cả 176 anh chị ngồi trong Zoom ngày hôm nay, có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Và anh chị nào mà chúng ta đã có được, đã hoàn thành được cái danh sách là 10 người có tiềm năng sử dụng sản phẩm Midu, tức là đang có thể là đang có gặp những cái vấn đề về xương khớp ấy, thì chúng ta hãy chụp và chúng ta up ngay lên nhóm Zalo của chúng ta. Và anh chị nào mà chúng ta đã hoàn thành cái việc là khi mà chúng ta đã liệt kê được ra 10 người thân đúng không ạ? 10 người quen chúng ta có vấn đề này và chúng ta tiếp cận với 10 người thân, 10 người quen này thì chúng ta cũng nhắn tin lên nhóm Zalo để chúng ta cùng chia sẻ và cùng học hỏi đến các anh chị khác anh chị nhé. Vậy thì trong buổi 5 AM của chúng ta ngày hôm qua đúng không ạ? Chúng ta có một cái bài đó là ứng dụng đúng không ạ? Ứng dụng. Thế thì trong buổi 5 AM đó thì cũng có rất là nhiều anh chị đã ứng dụng thành công việc chúng ta lên liệu trình Midu cho các cái vấn đề về xương khớp nói chung cũng như là các cái vấn đề về bệnh lý liên quan đến người già nói riêng đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay anh chị có sẵn sàng chúng ta tiếp tục không ạ? Tiếp tục ứng dụng để lên liệu trình không ạ? Vâng ạ, anh chị nào mình sẵn sàng nhá thì thả bông thả tim đi ạ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy đặt những cái câu hỏi. Đặt những câu hỏi là trong cái quá trình mà chúng ta làm nghề á, chúng ta gặp những cái vấn đề gì của khách hàng liên quan đến cơ xương khớp thì chúng ta có thể đặt câu hỏi ngay trên khung chat này. Và các chuyên gia của chúng ta, 174 các chuyên gia ở đây sẽ cùng lên liệu trình cho anh chị nhá. Vâng ạ. Thế thì chúng ta cùng bắt đầu vào phần ứng dụng anh chị nhé. Vậy thì trước khi đợi các anh chị em chúng ta lên câu hỏi thì bác sĩ có một câu hỏi để anh chị em chúng ta cùng lên liệu trình nhé. Mẹ của em bị gai đốt sống thắt lưng. Thì bây giờ em sử dụng liệu trình Midu như thế nào? Hay là có một cái câu hỏi của chị Ni đúng không ạ? Một cái vấn đề của chị Ni ngay trong Zoom ngày hôm nay đúng không ạ? Là mẹ của chị Ni bị gai gót chân đúng không ạ? Thế thì cái vấn đề gai gót chân thì chúng ta lên liệu trình như nào đấy anh chị? Chúng ta cùng lên liệu trình, chúng ta cùng comment trong khung chat anh chị nhé. Vâng ạ, không biết là chị Thao hay là chị Thảo ạ. Comment rất là nhanh là 720 microgram đúng không ạ? Thế thì chúng ta có cái con số là 720 rồi. Thì bây giờ chúng ta lên liệu trình cụ thể với sản phẩm 180 và với sản phẩm 360 như thế nào ạ? Đúng không ạ? Liệu trình cụ thể anh chị, liệu trình cụ thể đúng không ạ? Chúng ta đã được học trong Zoom 5 AM buổi hôm trước rồi. Chúng ta biết rằng là gai đúng không ạ? Gai xương, gai đốt sống là do những vấn đề gì ạ? Vôi hóa đúng không ạ? Canxi lắng đọng tại các cái đầu của khớp xương và gây ra cái tình trạng vôi hóa đúng không ạ? Thế thì khi mà gặp cái tình trạng vôi hóa rồi đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm lượng là 720 để đảo ngược quá trình vôi hóa. Và 720 thì nó sẽ tương ứng với là 4 ống 180 hoặc là 2 viên 360. Vậy thì trong cái trường hợp là đau cấp tính, đau dữ dội thì chúng ta có thể sử dụng 180. Và sau khi giải quyết được cái vấn đề là cấp tính đó rồi thì chúng ta hãy dùng cái liều duy trì là bao nhiêu ạ? Đúng không ạ? Chúng ta
nếu mà chúng ta dùng liều duy trì đúng không ạ, thì chúng ta có thể là chỉ cần dùng đến một viên thôi, hai viên thì càng tốt. Và duy trì thì ạ, duy trì thì có phải là gì ạ, trong 1-2 ngày đúng không chị, có phải 1-2 ngày đúng không ạ, mà chúng ta có thể dùng duy trì liên tục trong cả cuộc đời đúng không ạ, để chúng ta phòng cái vấn đề về gai xương nó không tiếp tục xảy ra nữa đúng không ạ. Thế thì rõ ràng là chúng ta có thể lên cái liệu trình rất là dài đúng không ạ, một cái liệu trình rất là lớn cho khách hàng của chúng ta. Dạ vâng ạ. Thế thì anh chị, vâng ạ, trong Zoom ngày hôm nay thì bác sĩ thấy rằng là rất nhiều anh chị chúng ta đã ứng dụng và chúng ta lên liệu trình thành công rồi đấy ạ. Và một câu hỏi tiếp theo của chị Vũ Ngọc, Ngọc Vũ. Em sau sinh bé được, hai bé được 3 năm rồi mà cúi xuống đứng lên vẫn cần đi còng lưng một lúc mới đi thẳng được, thì dùng liệu trình ra sao ạ anh chị ơi? Mình cùng nhau ứng dụng để lên liệu trình cho chị Ngọc Vũ ạ. Vâng ạ, xem anh chị nào là nhanh tay nhất ạ. Anh chị nào lên liệu trình nhanh nhất ạ? Vâng ạ. Đó rõ ràng là những cái vấn đề mà chúng ta gặp hàng ngày ở khách hàng đúng không ạ? Gặp hàng ngày. Mình thấy rằng là chú Thủy đã nói đúng không ạ? 100% phụ nữ sau sinh thì chúng ta đều thiếu chuyển hóa canxi. Rõ ràng là chúng ta chỉ cần hỏi một cái rất là đơn giản giống như chị Ni thôi, là trước đây chị bầu thì chị có sử dụng các cái sản phẩm canxi hay là chuyển hóa canxi gì không? Đúng không ạ? Hay là sau khi bầu thì chị có bổ sung cái gì không? Thì rõ ràng là đa số trước đây ấy, mọi người chưa có cái ý thức và cũng chưa biết, chưa có kiến thức để chúng ta bổ sung, thì rõ ràng là chúng ta cũng sẽ tiếp cận với khách hàng rất là dễ thôi. Vâng ạ. Vâng ạ, rất nhiều anh chị đã lên liệu trình rồi ạ. Anh chị em nhà mình ơi, có một cái điều rất hay ở trên Zoom này, là chúng ta có thể là trả lời các comment đúng không ạ? Thế thì mình hãy lên liệu trình và mình trả lời comment luôn trong cái comment đấy được không ạ? Vâng ạ, có rất là nhiều anh chị đã lên liệu trình trong cái con chuột hôm nay nó hơi bị lỗi một chút. Vâng ạ. Thế thì sau sinh đúng không ạ? Rõ ràng là chúng ta biết rằng là trong cái buổi tốt nghiệp chắc chắn là chúng ta đã được nghe câu chuyện của từ thầy Nguyễn Xuân Hợp đúng không ạ? Đàn ông thì xương trắng nặng oằn, đàn bà xương nhẹ thâm đen, dễ nhìn đúng không ạ? Cớ vì sao xương đàn bà lại đen nhẹ? Bởi vì do sinh nở mà ra đúng không ạ? Sinh con thì 3 đấu huyết ra, 4 hộc 8 đấu sữa hòa nuôi con. Tức là khi mà chúng ta mang thai á thì em bé gì ạ? Cái khung xương của em bé sẽ lấy cái nguồn canxi trực tiếp từ mẹ đúng không ạ? Nếu mà mẹ bổ sung không đủ đúng không ạ? Thì sẽ lấy rút trực tiếp từ xương, từ răng của mẹ ra. Và nếu như sau sinh á, nếu như sau sinh mẹ không có bổ sung canxi mà mẹ lại cho con bú nữa đúng không ạ? Mẹ không bổ sung canxi và chuyển hóa canxi mà mẹ lại cho con bú nữa, thì con cũng sẽ là rút trực tiếp canxi từ xương, từ răng của mẹ ra và thông qua cái nguồn sữa mẹ mà con hấp thu vào được. Thế tóm lại là gì ạ? Để con lớn lên đúng không ạ? Thì là gì ạ? Là xương, là máu, là thịt của mẹ mà ra đúng không ạ? Thế thì các anh chị phụ nữ đúng không ạ? Sau sinh thì thực sự là chúng ta sẽ cần phải có một cái chế độ chăm sóc đặc biệt. Và đặc biệt là khi mà chúng ta mang bầu ạ, thì chúng ta cần phải tăng cân đúng không ạ? Để có thể là, đấy là có thể là cả trọng lượng của em bé và cả trọng lượng của chúng ta đều tăng lên nữa. Có những anh chị tăng mười mấy, 20 cân, thậm chí là hơn 20 cân đúng không ạ? Thì cái khung xương của chúng ta phải chịu một cái áp lực rất là lớn. Và cái video vừa rồi chúng ta thấy rằng là chỉ là người đơn giản là người bình thường thôi. Nếu mà chúng ta ngồi gù lưng một chút đúng không ạ, không đúng tư thế, thì cái khung xương của chúng ta đã phải chịu cái áp lực đến hơn 200 kg. Mà đặc biệt là phụ nữ trong quá trình mang thai nữa thì cái áp lực ấy nó lại lớn hơn rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt là khi mà chúng ta sinh xong á, thì gì ạ, cái khối lượng của chúng ta, cái trọng lượng của chúng ta thì giảm đột ngột, nên là cái khung xương của chúng ta cũng bị thay đổi đột ngột cái trọng lực đúng không ạ? Thay đổi đột ngột cái trọng lực tác động vào. Thế nên là vừa thứ nhất là gì ạ? Vừa rút cái canxi và cái khoáng chất ra nuôi con. Thứ hai là gì ạ? Vừa phải chịu một cái trọng lượng rất là lớn, mà vừa phải chịu cái sự thay đổi đột ngột. Nên là rõ ràng là các cái bà bầu đúng không ạ? Và các cái mẹ sau sinh, chúng ta cần phải sự quan tâm đặc biệt. Thế thì với trường hợp là của chị Ngọc Vũ, thì rõ ràng là đây là cái lúc mà chúng ta gì ạ? Cần phải linh hoạt giữa hai sản phẩm 180-360. Rõ ràng là khi chúng ta học đúng không ạ? Khi chúng ta học, chúng ta biết rằng là sản phẩm 360 là dùng cho các bà mẹ sau sinh đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta cũng được học một cái thông tin là gì ạ? Nếu như mà cái trường hợp là cấp tính đúng không ạ? Cấp tính thì chúng ta sẽ sử dụng 180. Thế thì rõ ràng là cái trường hợp của chị Ngọc Vũ, nếu như mà nó đang trong cái tình trạng là nó cấp tính ạ,
thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng 180. Và 180 ở đây thì nếu mà chúng ta sử dụng được 4 ống thì tốt nhất là tuyệt vời. Còn nếu không thì chúng ta cũng sẽ nên sử dụng là tối thiểu là 2 ống, tức là từ 2 đến 4 ống. Và khi mà giải quyết được các cái vấn đề về cấp tính, khi mà chúng ta sử dụng 180 thì các vấn đề về cấp tính nó nhanh hết đó ạ. Đúng không? Nhanh hết lắm ạ. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm 360 để chúng ta duy trì cái sức khỏe xương của chúng ta. Và đặc biệt là cái sản phẩm 360 ấy, thì nó có, thứ nhất là gì ạ? Có MenaQ7 đúng không ạ? MenaQ7 là vitamin K2 tốt nhất trên thế giới. Thứ hai là gì ạ? Với cái hàm lượng MenaQ7 là cao nhất trên thế giới. Ở trên thế giới không tìm được bất kỳ một cái sản phẩm nào có hàm lượng MenaQ7 cao hơn 360 microgram. Và thứ hai là gì ạ? Thứ hai là chúng ta có thành phần là chuca đúng không ạ? Chuca là hệ khoáng chất từ sữa trùng với hệ khoáng chất của xương người. Tức là xương của chúng ta cần khoáng chất nào thì chuca có khoáng chất đó để bù vào. Và thứ ba nữa là chúng ta có castidit là một cái thành phần là giúp bảo vệ sụn khớp. Thì rõ ràng là rất là tuyệt vời nếu như bà mẹ sau sinh được sử dụng sản phẩm 360. Và bác sĩ thấy là trên Zoom ngày hôm nay trên khung chat cũng có rất nhiều anh chị đã ứng dụng và lên cái liệu trình thành công rồi đấy ạ. Các anh chị thấy rằng là các anh chị có tuyệt vời không ạ? Những anh chị mà đã lên liệu trình thành công cũng tuyệt vời không ạ? Các anh chị thấy rằng là khi mà chúng ta đã thấu triệt rồi, chúng ta lên cái liệu trình nó có khó không anh chị? Có khó không ạ? Còn anh chị nào mà còn khó khăn thì chúng ta comment nhé. Còn anh chị nào chúng ta đã tự tin trong cái việc chúng ta lên liệu trình rồi đúng không ạ? Nó comment nhé. À vâng ạ. Có một câu hỏi của một anh hoặc là một chị tên là Thắng ạ. Em sinh bé xong, chắc là chị rồi, em sinh bé xong bị tê các ngón tay, bị thoái hóa đốt sống cổ, đau thắt lưng thì liệu trình ra sao ạ? Đúng không ạ? À, dạ vâng ạ. Trước khi mà chúng ta tiếp tục cái phần ứng dụng này thì xin phép là chú Thủy đúng không ạ? Nếu mà đến cái thời điểm mà hết cái phần thời gian của bác sĩ rồi thì chú Thủy có thể là nhắc cháu nhé chú nhé. Dạ vâng ạ. Thế thì tại sao mà sau sinh chúng ta lại bị tê các ngón tay? Thậm chí là người bình thường luôn đúng không ạ? Chúng ta lại bị tê các ngón tay nhiều như thế đúng không ạ? Rõ ràng là gì ạ? Rõ ràng là chúng ta biết rằng là chúng ta đã học ở trong cái buổi đào tạo chuyên sâu của Midu rồi, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta bị thiếu canxi trong máu đúng không ạ? Thì sẽ có những phản ứng là tê tay, tê chân đúng không ạ? Và khi mà thiếu canxi trong máu thì ngay lập tức là sẽ gì ạ? Phá hủy các cái cấu trúc xương chúng ta ra và lấy cái canxi và khoáng chất từ xương bù vào trong máu. Thì rõ ràng là cái cấu trúc xương chúng ta đã bị phá hủy đúng không ạ? Bị phá hủy cấu trúc xương. Thì khi mà đã gặp cái tình trạng đó rồi thì không chỉ là xương các cái ngón tay mà xương từ các cái bộ phận trong cơ thể, 206 xương đều bị ảnh hưởng đúng không ạ? Thế thì với cái trường hợp là của chị Thắng thì chúng ta lên liệu trình như thế nào đây anh chị? À, em sinh xong bị tê các đầu ngón tay, thoái hóa đốt sống cổ và đau thắt lưng thì chúng ta lên liệu trình thế nào ạ? Anh chị lên liệu trình có thể comment trực tiếp và trả lời cái câu hỏi của chị Thắng anh chị nhé. Và vẫn là một cái công thức như vậy thôi đúng không ạ? Cứ cấp tính thì chúng ta 180 và hết cấp tính, mãn tính thì chúng ta duy trì bằng 360. Thế thì cái trường hợp của chị Thủy đúng không ạ? Cũng là một cái trường hợp cấp tính đúng không ạ? Rõ ràng là đau đúng không ạ? Đang đau và đau dữ dội mà không chỉ đau một chỗ mà đau nhiều chỗ nữa. Thế thì chúng ta sẽ gì ạ? 4 ống 180 đúng không ạ? 4 ống 180 và thông thường chúng ta sẽ duy trì đúng không ạ? Duy trì từ 4 đến 8 tuần. Nhưng mà có thể là chưa cần đạt đến 4 tuần, chưa cần đến 1 tháng, chỉ là 2 tuần hay là 30 ngày thôi đúng không ạ? Là chúng ta đã thuyên giảm các cái tình trạng về đau cấp tính rồi. Sau khi thuyên giảm cái tình trạng đau cấp tính thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi sang sản phẩm là 360. Và khi sử dụng 360 chúng ta chỉ cần duy trì một viên một ngày thôi là đã là rất tốt rồi đúng không ạ? Có thể là trong nhà của chúng ta đúng không ạ? Có con của chúng ta đang trong cái quá trình phát triển chiều cao đúng không ạ? Các con phát triển chiều cao thì các con đang sử dụng sản phẩm 180 đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là gì ạ? Cả hai mẹ con cùng dùng đúng không ạ? Và khi mà hết 180 rồi, hết cái liệu trình 180 rồi thì mẹ đổi sang 360 nhá, mẹ Thắng nhá. Vâng ạ. Mình tiếp tục anh chị nhá. Hay quá là có anh chị gì ạ? À, mình vào mình liệu trình, lên liệu trình trực tiếp trong comment luôn ạ. Vâng ạ, thì anh chị cứ comment thật là nhiều nhá, comment thật là nhiều các cái vấn đề mà chúng ta gặp phải của bản thân chúng ta cũng như là trong quá trình chúng ta làm nghề của khách hàng chúng ta. Vâng ạ, phụ nữ mang thai 5 tháng. Phụ nữ mang thai hiện tại là tháng thứ 5 rồi thì mình dùng liệu trình nào đấy ạ? Trường hợp này có đơn giản không anh chị? Mình cùng lên liệu trình nhá.
Vâng ạ, mình cùng lên liệu trình cho chị Thúy Vân ạ. Vâng ạ. Phụ nữ mang thai tháng thứ 5 rồi thì mình lên liệu trình như nào chị ơi? Có, ở đây có hai câu hỏi liên quan đến bầu này. Một là tháng thứ 5 này, hai là bầu 31 tuần thì mình dùng liệu trình như thế nào? Vậy thì rõ ràng là gì ạ? Trong quá trình mang bầu ạ, thì bầu vừa nãy bác sĩ cũng vừa nói rồi đúng không ạ? Và trong quá trình mang bầu thì không chỉ là nhu cầu canxi và khoáng chất mà tất cả các nhu cầu về các khoáng chất, về vitamin, về các chất dinh dưỡng chúng ta đều tăng lên đúng không ạ? Tức là chúng ta cần nhanh, cần gấp đúng không ạ? Để vừa đáp ứng được cho mẹ mà vừa đáp ứng được cho con. Thế thì trong bầu thì tốt nhất là chúng ta hãy sử dụng sản phẩm 180 để có thể là hấp thu được nhanh. Thế tuy nhiên ấy, thì có thể là có những bà mẹ, có những khách hàng chúng ta cũng chưa có đủ điều kiện kinh tế để chúng ta có thể sử dụng được 4 ống Midu một ngày đúng không ạ? 4 ống Midu 180 một ngày thì chúng ta hoàn toàn có thể linh hoạt đúng không ạ? 4 ống Midu chúng ta có thể thay bằng 2 viên 360, hoặc là gì ạ? Chúng ta dùng 2 ống 180 và 1 viên 360 để chúng ta làm sao đảm bảo được cái con số là 720 microgram một ngày. Bởi vì các bà mẹ, các bà bầu ấy, thì đa số ở trong những cái tháng cuối thai kỳ ấy, thì gần như là 100% các bà mẹ sẽ gặp cái vấn đề là gì ạ? Vôi hóa bánh rau. Mà chúng ta biết rằng là cái bánh rau đúng không ạ? Cái bánh rau là cái con đường để vận chuyển dinh dưỡng từ mẹ sang con. Và không chỉ là đến những tháng cuối thai kỳ con mới cần cái tốc độ phát triển tăng nhanh đâu ạ, mà từ ngày đầu tiên con hình thành là con đã cần nhận cái dinh dưỡng từ mẹ rồi. Thế thì bây giờ nếu như cái bánh rau nó bị vôi hóa, tức là gì ạ? Nó bị sơ cứng ấy, và nó không còn có thể là vận chuyển dinh dưỡng từ mẹ sang con cách tối ưu nữa, thì bây giờ con không nhận được dinh dưỡng tối ưu, đúng không ạ? Cái chiều cao con không đạt, cái cân nặng con không đạt, cái trí não con không đạt được 25% cấu trúc não, đúng không ạ? Nếu mà em bé sinh ra thì bị thiếu cân, đúng không ạ? Thì làm cho thì sức đề kháng kém này, và dễ dàng gặp những cái vấn đề về sức khỏe hơn, đúng không ạ? Trí não của con không đạt được cái cấu trúc là 25% nữa, thì sau này khi mà em bé ra đời thì rõ ràng là cấu trúc não không đạt thì những cái chỉ số IQ cũng sẽ không đạt được cái tối ưu, đúng không ạ? Con cũng sẽ trí nhớ kém hơn này, rồi học hành cũng kém tập trung hơn này, kém thông minh hơn. Thì đặc biệt là cái bánh rau, cái dây rốn của mẹ rất là quan trọng, nên là chúng ta sẽ sử dụng cái hàm lượng cũng là 720, và 720 tương ứng với 4 ống 180 hoặc là 2 viên 360 hoặc là 2 ống 180 cộng với 1 viên 360. Dạ vâng ạ. Anh chị nhà mình đã nắm được liệu trình chưa ạ? Thế thì có một công thức chung nhá. Vâng ạ. Có anh chị nào mà chúng ta muốn lên đây chúng ta chia sẻ không ạ? Có anh chị nào mà chúng ta muốn lên chia sẻ về cái quá trình mà chúng ta ứng dụng, để chúng ta ứng dụng những cái lên liệu trình của bác sĩ đúng không ạ? Để chúng ta đã ứng dụng thành công trong buổi sáng ngày hôm qua cho đến tối ngày hôm nay không ạ? Nếu mà anh chị nào rất là mong muốn là chia sẻ thì có thể là comment khung chat và admin sẽ ghi nhận để chúng ta có thể là mời anh chị lên những cái chương trình giúp tiếp theo nhé anh chị nhé. Bé 5 đến 7 tuổi hay nhức tay chân thì bổ sung như thế nào ạ? Thì rõ ràng là con 5-7 tuổi là con đang trong cái giai đoạn phát triển chiều cao rất là tốt đúng không ạ? Và những cái cơn đau nhức tay chân này thì rất có thể là đang trong những cái vấn đề là gì ạ? Đau xương tăng trưởng đúng không ạ? Con tăng trưởng rất là nhanh. Và cái đau xương tăng trưởng thì gần như là gặp ở hầu hết tất cả các bạn đang phát triển nhanh đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là khi mà con đã có những cái biểu hiện triệu chứng là diện đau xương tăng trưởng thì tức là con đang rất là cần những cái khoáng chất vào xương, rất là cần bù đắp những khoáng chất vào xương. Và đặc biệt là diện nếu mà con đang phát triển nhanh á, con đang tăng trưởng, con đang phát triển chiều cao rất là nhanh mà mình lại không cung cấp đủ những khoáng chất cho xương á, thì cơ thể của chúng ta có thể ngay lập tức là tắt cái phản ứng tăng chiều cao đi để đảm bảo được cái mật độ xương. Đó, bởi vì là khi mà chúng ta tăng trưởng quá nhanh mà không nạp được các cái thức ăn cho xương là khoáng chất á, thì làm cho cái mật độ xương nó giảm và xương mềm, xương xốp, xương yếu đi, và những cái nguy cơ về gãy xương cũng như loãng xương tăng lên, nên là cơ thể sẽ tắt cái phản ứng tăng chiều cao đấy để đảm bảo cái chất lượng của xương. Thế thì rõ ràng là con đang trong cái giai đoạn phát triển rất là nhanh đúng không ạ? Nếu mà giữ được cái tốc độ đó thì có thể các bạn đạt 1m7, 1m8 là rất là bình thường đúng không ạ? Trên chuẩn độ 2 rất bình thường. Thế nhưng mà nếu mà ba mẹ không quan tâm để không bổ sung kịp thời thì có thể là gì? Bạn ấy sẽ bị chững chiều cao. Và nếu mà đang trong cái giai đoạn phát triển chiều cao rất là tốt mà bị chững chiều cao lại đúng không ạ? Thì rất là đáng tiếc. Và đặc biệt là gì ạ? Có cái giai đoạn là từ 8 tuổi là có thể là các con đã dậy thì rồi.
Mà trong cái giai đoạn 5, 7 tuổi thì có thể nhiều bạn nhé, 7 tuổi, đặc biệt là 7 tuổi thì với nhiều bạn đã là tiền dậy thì rồi. Mà tiền dậy thì là cái giai đoạn phát triển chiều cao gì ạ? Tốt và cũng là cuối cùng của con rồi. Nên là hãy tranh thủ cái thời gian này anh chị nhé. Và đặc biệt là với các con dưới 15 tuổi đang cần phát triển chiều cao thì chúng ta vẫn sử dụng sản phẩm 180. Cứ phát triển chiều cao thì chúng ta ưu tiên sản phẩm 180. Và cái liệu trình như nào thì nó sẽ phụ thuộc vào diện phác đồ của chúng ta đúng không anh chị? Vậy thì ngay lập tức chúng ta ngày hôm nay chúng ta có thể tặng cho con một cái phác đồ dự đoán chiều cao. Và các chuyên gia của Midu đều có thể là dựa vào phác đồ đó và chúng ta lên một cái liệu trình sát với con nhất rồi ạ. Trong Zoom ngày hôm nay có một anh chị là Oppo A31 hỏi là bao nhiêu một liệu trình. Chắc là anh hoặc chị là chưa tốt nghiệp đúng không ạ? Thế thì admin hãy hỗ trợ cho anh chị Oppo A31 tốt nghiệp chương trình trở thành chuyên gia phát triển chiều cao của Midu anh chị nhé. Bệnh nhân bị giãn tĩnh mạch thoái hóa xương khớp liệu trình thế nào? Thì rõ ràng là những cái vấn đề về, bác sĩ nhắc lại một chút là những cái vấn đề về xương khớp nói chung thì có một cách rất là dễ nhớ để anh chị có thể lên liệu trình. Lên liệu trình cho tất cả những cái vấn đề về đau xương nói chung. Tức là gì ạ? Cứ cấp tính, cứ còn đang đau dữ dội, đau nhiều, đau cấp tính thì chúng ta sẽ sử dụng 180. Và chúng ta sẽ sử dụng 180 với liệu trình là 4 ống một ngày. Và chúng ta duy trì thông thường, chúng ta sẽ duy trì từ 4 đến 8 tuần. Hoặc là chúng ta sẽ duy trì đến khi nào mà cái tình trạng đau cấp tính của chúng ta thuyên giảm. Và sau đó thì chúng ta sẽ duy trì bằng sản phẩm 360. 360 thì thông thường chúng ta sẽ duy trì với cái liệu trình là gì ạ? Một viên một ngày và chúng ta duy trì lâu dài. Đó là thông thường với những cái tình trạng đau xương bình thường. Ví dụ như thoái hóa xương chẳng hạn. Hay là gì ạ? Đau cột sống thắt lưng hay đau cổ đúng không ạ? Đau cổ vai gáy thì chúng ta sẽ dùng cái liệu trình như vậy. Trừ một số những cái vấn đề như là gai xương đúng không ạ? Thì chúng ta đấy là những cái vấn đề hay là sỏi thận đúng không ạ? Hay là liên quan đến vôi hóa mạch máu hay là vôi hóa bánh rau ở phụ nữ mang thai thì chúng ta cần phải dùng cái lượng lớn hơn, hàm lượng lớn hơn là 720 microgram. Đó, thì chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi. Cứ cấp tính thì dùng 180, còn cứ mãn tính thì chúng ta duy trì bằng 360, được không anh chị? Dạ vâng ạ. Vậy thì chúng ta có thể là tiếp tục trao đổi trên các cái nhóm Zoom của Midu cũng như là chương trình Tốc Chiến anh chị nhé. Và sau đây thì bác sĩ Việt Anh xin phép là nhường lại mic cho chú MC chú Trần Xuân Thủy ạ. Và anh chị đừng quên là chúng ta có một cái bài tập rất là đặc biệt trong ngày hôm nay nhé. Đó là chúng ta hãy lên danh sách 10 người bạn của chúng ta đúng không ạ? 10 người mà chúng ta có thể là tiếp cận về những cái vấn đề về cơ xương khớp. Và chúng ta hãy chụp và chúng ta khoe lên các cái nhóm Zoom của chúng ta anh chị nhé. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, cháu xin mời chú Thủy ạ. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ về phần của chúng ta ngày hôm nay. Cũng vẫn còn câu hỏi muốn hỏi bác sĩ này, bác sĩ cho mình hỏi này, trên trẻ uống Midu 3 tháng sau đó là ngừng thì Midu Q7 còn tác dụng nữa không? Nếu uống tiếp thì nữa thì canxi nó sẽ không hấp thu hay như tối đa như thế nào đó? Cái câu hỏi của chú Thủy tức là gì? Mình uống Midu 3 tháng, tức là với các bạn cần phát triển chiều cao đúng không ạ? Đang phát triển chiều cao đúng không ạ? Hay là hỏi chung chung ạ? Đây này có một cái phần của bạn à, dạ. À, đang vâng. Lấy cái khác này. Dạ vâng ạ, bác sĩ cho hỏi là trẻ uống Midu 3 tháng sau đó mình ngưng thì Menaq7 còn có tác dụng không? Nếu không uống nữa thì canxi lại không hấp thu tối đa có đúng không ạ? Dạ vâng ạ, đây là một câu hỏi rất là hay. Thì rõ ràng là chúng ta biết rằng là Midu là sản phẩm chuyển hóa canxi đúng không ạ? Và chuyển hóa canxi thì chúng ta cần trong suốt cả cuộc đời đúng không ạ? Từ khi không phải là từ khi sơ sinh đâu, mà là từ khi chúng ta còn là bào thai đúng không? Chúng ta đã cần cái chuyển hóa canxi này để chúng ta hình thành các cái khung xương của chúng ta đúng không ạ? Và đặc biệt là đến khi 99, 100 tuổi chúng ta vẫn cần cái chuyển hóa canxi. Và cái chuyển hóa canxi này thì chúng ta cần hàng ngày. Nếu như mà chúng ta có cái điều kiện để chúng ta bổ sung canxi liên tục hàng ngày thì sẽ là tốt nhất. Và đặc biệt là với sản phẩm của Midu Menaq7 ấy, thì chúng ta có thể dùng liên tục mà chúng ta không cần nghỉ. Không phải là cứ 3 tháng chúng ta lại phải nghỉ đúng không ạ? Mà chúng ta có thể dùng liên tục cả cuộc đời. Vậy thì với những trường hợp thứ nhất rằng là gì ạ?
có thể cái liệu trình đúng không ạ? Có thể cái liệu trình chúng ta là 3 tháng, chúng ta dùng liên tục 3 tháng và sau đó thì chúng ta đo lại cho con đúng không ạ? Đo lại cái chiều cao cho con. Vậy tại sao lại là con số là ít nhất là 3 tháng? Bởi vì cái chiều cao của con đúng không ạ? Cái chiều cao của chúng ta là cần phải quá trình tích lũy lâu dài đúng không ạ? Chúng ta không thể là gì ạ? Chúng ta dùng một vài ống hay chúng ta dùng một hộp là chúng ta dùng một hai ngày là đã có rồi, mà chúng ta cần phải theo dõi trong một cái quá trình lâu dài và tối thiểu là 3 tháng. Thế thì sau 3 tháng đó nếu như mà bởi vì là chúng ta là chuyên gia đúng không ạ? Chúng ta có cái lộ trình cho con từ cái thời điểm hiện tại cho đến khi con trưởng thành đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà 3 tháng con đã vượt được rồi, con đã vượt được cái lộ trình mà bác sĩ hay là chuyên gia, các chuyên gia của chúng ta đưa ra cho con được rồi đúng không ạ? Ví dụ như là gì? Trong 3 tháng đó thì mục tiêu của con chỉ cần là tăng 3 cm thôi. Nhưng mà con lại tăng 5 cm đúng không ạ? Hay là con tăng 6 cm thì chúng ta có thể dừng lại. Nhưng mà nếu như mà bạn ấy vừa đạt được 3 cm hoặc là có thể bạn ấy chỉ đạt 2 cm thôi thì chúng ta nên là chúng ta sử dụng liên tục. Còn chắc chắn là khi mà chúng ta ngưng sản phẩm thì không có Menaquy 7 đúng không ạ? Thì rõ ràng là sẽ không chuyển hóa được cái canxi trong cái thời điểm mà chúng ta không dùng, thì đó là cái điều chắc chắn ạ. Trên phương chat còn tiếp cái câu hỏi nữa là bác sĩ. Dạ vâng ạ. Có một câu hỏi rất hay ạ. Làm sao để biết con cao là do tự nhiên hay do sản phẩm Midu hay do thực phẩm? Thì rõ ràng là khi anh chị nhận cái phác đồ dự đoán chiều cao đúng không ạ? Thì đa số là mọi người chưa có khai thác được hết cái bảng phác đồ dự đoán chiều cao như vậy. Nếu mà có thể thì nhờ anh Duy, anh Tony Duy có thể là up một cái bảng phác đồ dự đoán chiều cao bất kỳ nào đó lên đây. Đúng không ạ? Up một cái bảng phác đồ dự đoán chiều cao bất kỳ đây. Và trong cái phác đồ đó nhá, thì chúng ta nhớ gì ạ? Chúng ta có một cái bảng tăng trưởng đúng không ạ? Tức là tăng trưởng của con theo từng năm. Đúng không ạ? Không chỉ là dự đoán của con là tuổi trưởng thành mà có cái tăng trưởng của con theo từng năm. Là chúng ta đã có rồi. Vậy thì rõ ràng là giả sử là chúng ta nhìn vào cái bảng tăng trưởng đó, chúng ta thấy rằng là theo đúng sinh lý của con thì 1 năm con tăng được gì ạ? Ví dụ 5 cm chẳng hạn. Nhưng mà trong cái việc mà chúng ta kết hợp với sản phẩm Midu, kết hợp với lại ngủ nghỉ đúng giờ, kết hợp với vận động, con tăng được 6 cm đúng không ạ? Con tăng được 7 cm. Vậy thì rõ ràng là do cái quá trình mà chúng ta kết hợp một cái giải pháp tổng thể, hoặc là khi mà chúng ta có một cái liệu trình như vậy đúng không ạ? Chúng ta giả sử như là con đang có cái chiều cao là 120 cm đúng không ạ? Nhưng mà cái mục tiêu nhưng mà cái dự đoán là con là 160 cm, 1m6, mà cái mục tiêu của con là 1m7 đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tính ra là con cần phải tăng từ 120 cm đến ít nhất là theo sinh lý là 160 cm là 40 cm đúng không ạ? Thì 40 cm đó thì con có thể cao, ví dụ con gái là thông thường là sau 13 tuổi, con trai là thông thường sau 16 tuổi. Thì giả sử, đúng không ạ? Đây ạ. Đúng không ạ? Chúng ta có cái bảng tăng trưởng rất là rõ ràng theo từng năm đúng không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta có thể theo dõi được. Vậy thì rõ ràng là gì ạ? Nếu như mà con đang vượt cái màu tím á, là sinh lý của chính con. Rõ ràng là con đang vượt lên so với những cái dấu tròn màu tím á. Thì rõ ràng đó là cái thành quả của việc chúng ta kết hợp cái giải pháp tổng thể của Midu đúng không ạ? Hoặc là ở trên đây, hiện tại là con 80 cm đúng không ạ? Dự đoán của con là 156 cm. Vậy thì để dễ dàng nhé, trong cái buổi này để dễ dàng hơn thì cứ giả sử là dự đoán con 160 cm đi, thì con sẽ tăng lên là 80 cm so với sinh lý của chính con. Và bạn này bạn ấy đang là 1 tuổi 8 tháng 1 tuổi đúng không ạ? 1 tuổi 8 tháng 25 ngày. Để dễ dàng nhé, ở đây là để dễ dàng cho anh chị có thể hiểu ngay ở trong cái buổi ngày hôm nay nhé, thì bác sĩ cứ coi như là bạn ấy 2 tuổi đi. Và bạn ấy là con gái đúng không ạ? Bạn là con gái thì đa số là con gái sau 13 tuổi sẽ không cao thêm được nữa đúng không ạ? Thế thì từ 2 tuổi đến 13 tuổi là chúng ta còn 11 năm. Và chúng ta sẽ lấy là gì ạ? 80 cm này chúng ta chia cho 11 năm. Đúng không ạ? Thì 1 năm trung bình con sẽ tăng là bao nhiêu cm ạ? Anh chị có thể tính nhanh đúng không ạ? 80 mà chia cho 11 năm. Tức là gì ạ? Con sẽ cần phải tăng là 7,3 cm trong 1 năm. Vậy thì rõ ràng là 7,3 cm cho tia chia cho 12 tháng. Thì 1 tháng con trung bình con cần phải tăng là 0,6 cm. Vậy thì rõ ràng nếu như mà cái tháng bạn ấy tăng được 1 cm là bạn ấy đã cao hơn so với cái sinh lý của chính bạn ấy rồi đúng không ạ? Và nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, các con chỉ cần đều đặn là 1 tháng con tăng được 1 cm thôi. Nghe 1 cm thì có thể là nhiều anh chị thấy rằng là nó không có bõ bèn gì đúng không ạ? Nhưng mà 1 cm với 1 tháng nó là rất là tuyệt vời anh chị ạ. Thế thì rõ ràng là con đã cao hơn so với sinh lý của chính con rồi. Thì đó là cái kết quả từ cái giải pháp tổng thể của chúng ta. Và chúng ta là chuyên gia, chúng ta hoàn toàn có thể đặt cái phép tính như vậy để chúng ta thấy được rằng là cái kết quả của chúng ta vô cùng là rõ ràng. Chị Thu Nhàn có thể xem lại buổi 5 AM
ngày hôm qua, hoặc là có thể xem nhờ admin gửi lại cho mình các cái buổi đào tạo sản phẩm chuyên sâu của 180, 360 thì đã đều có rất là kỹ những cái vấn đề này rồi ạ. Rồi trong phòng Zoom chúng ta còn anh chị nào có cái câu hỏi muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ? Thì mình cũng chia sẻ này, bé nhà mình nhé, thì mình cho dùng cái sản phẩm Minu này nè. Đầu tiên là mình cho dùng 4 ống Minu thì sau khoảng 6 hộp thì bạn ấy cao từ 1m là 117, cao đến 1 là 122 cm. Sau đó là mình đang cho dừng khoảng 1 tháng, sau đó là mình lại duy trì lại 2 ống một ngày. Nói chung cái sản phẩm Minu T7 đã giúp mình thu canxi rất là tốt. Đó là cái sản phẩm Minu mà trong nhà mình bây giờ lúc nào cũng còn rất là nhiều. Vừa bổ sung cho con, vừa bổ sung cho bố. Dạ, tuyệt vời quá. Vậy là trong phòng Zoom của chúng ta tiếp tục có câu hỏi nào không? Bác sĩ vẫn đang còn đây thì canh các chị cứ tiếp tục hỏi đi ạ. Vâng ạ, bác sĩ sẵn sàng luôn ạ. Thế thì chúng ta có một câu hỏi như thế này. Bác sĩ nói... Dạ vâng ạ, một câu hỏi của chị Trương Thị Bảy. Bác sĩ nói uống Midu liên tục vẫn được, vậy có nguy cơ thừa D3 không? Mà chắc chắn là khẳng định luôn là không. Khẳng định luôn là chúng ta sẽ không thừa D3 nếu mà chúng ta sử dụng những cái liệu trình. Nhưng mà Midu đã hướng dẫn với anh chị thì chắc chắn là chúng ta không thừa. Và chúng ta biết được rằng là cái khuyến nghị bây giờ, nếu mà anh chị sẵn lòng thì bác sĩ có thể nói về cái khuyến nghị về D3. Về vitamin D3 và các cái chất khác thì chúng ta đều có khuyến nghị về cái hàm lượng ạ. Và cái khuyến nghị này nếu mà anh chị nào để ý thì nó sẽ có cái tên viết tắt là RDA. Còn không thì chúng ta cứ hiểu nó là khuyến nghị. Thế thì cái RDA này nó được, tại sao nó lại có cái RDA này? Thì chúng ta đi ngược lại một chút về cái lịch sử của chúng ta, đó là trong Thế chiến thứ 2. Thế chiến thứ hai thì các cái binh lý, các cái binh sĩ, cái nghiên cứu này là không ở Việt Nam, ở nước ngoài. Các cái binh sĩ ở nước ngoài người ta nhận thấy rằng là cái vấn đề về người ta bị thiếu lương thực ấy, tức là có xảy ra cái nạn đói. Và người ta thấy rằng là các cái vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các bệnh lý tăng lên và thậm chí là cái tỷ lệ tử vong tăng lên rất là nhiều. Thế thì các khi mà sau khi thế chiến đã qua đi rồi và hòa bình lập lại, các nhà nghiên cứu bây giờ bắt đầu nghiên cứu. Thì người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng là cái dinh dưỡng nó rất là quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, liên quan đến cái bệnh tật và tử vong. Thế thì người ta mới nhận thấy rằng là cần phải có một cái con số nào đó để khuyến nghị về các cái chất dinh dưỡng. Và đây là những con số tối thiểu để có thể đảm bảo được sức khỏe của chúng ta. Vậy thì những cái khuyến nghị mà các anh chị đang đọc ở trên các cái thông tin đại chúng á, hoặc là anh chị đang được đọc ở trong cái báo chí á, thì đó là cái khuyến nghị tối thiểu về các chất dinh dưỡng để có thể đảm bảo được sức khỏe. Tuy nhiên các anh chị thấy rằng là những cái nghiên cứu đó thì nó chỉ là nghiên cứu về đơn chất thôi, tức là nghiên cứu về canxi là riêng, nghiên cứu về D3 riêng, nghiên cứu về sắt riêng, nghiên cứu về đồng riêng, tức là gì, chỉ nghiên cứu về được một cái loại đơn chất nào đó thôi, chứ chưa có một cái nghiên cứu nào về tổng hợp khi mà chúng ta sử dụng các cái chất với nhau. Và rõ ràng là khi mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, đúng không ạ, kể cả là chúng ta đạt được cái hàm lượng là RDA, tức là tối thiểu cho các chất đó, thì chúng ta vẫn gặp những vấn đề về sức khỏe. Và như vậy chúng ta thấy rằng là cái RDA đó nó vẫn đang thấp rất là nhiều so với cái con số thực tế các chất dinh dưỡng mà chúng ta cần phải nạp vào để đảm bảo sức khỏe. Giả sử như là ở phụ nữ mang thai á, thì người ta khuyến nghị là gì ạ? Ít nhất là 400 IU vitamin D3. Thế nhưng mà cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng ấy, phải sử dụng đến cái hàm lượng là 4.000 thì mới đảm bảo được sức khỏe của mẹ bầu cũng như là ở thai nhi trong bụng mẹ. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng từ 400 mà lên 4.000 nó gấp 10 lần. Đó là cái đầu tiên. Rõ ràng là chúng ta đang thiếu. Cái thứ hai là gì ạ? Kể cả là với Midu nhá, với cái con số mà tối thiểu ở đây người ta đang cho là khoảng 4-5.000 hoặc 6.000. Nhưng mà kể cả chúng ta dùng 4 ống Midu nó mới có chỉ đạt đến 3.200 thôi. Nó vẫn chưa vượt được đến cái con số tối đa mà người ta cho phép. Thế nên là kể cả chúng ta có dùng hàng ngày chúng ta cũng không lo. Và đặc biệt là gì, chúng ta chỉ cần đi ra ngoài nắng thôi, 10-15 phút thôi là cơ thể của chúng ta đã có thể nhận được từ 10.000 đến 15.000 IU vitamin D rồi. Nó gấp nhiều lần so với con số đang khuyến nghị ở ngoài kia. Thế nên là anh chị hoàn toàn không bao giờ phải lo về vấn đề là khi sử dụng Midu chúng ta thừa D3. Và đặc biệt là gì ạ, khi mà có D3 thì canxi sẽ được vận chuyển từ trong ruột vào trong máu.
Đó, nếu mà thừa D3 thì chúng ta lo lắng rằng là cái canxi, nồng độ canxi trong máu tăng lên và sẽ có một số nguy cơ gây ngộ độc. Nhưng khi mà có vitamin K2 ở cái hàm lượng tối thiểu là 180 mg đã giúp chuyển hóa canxi vào xương cách tối đa rồi, thì tức là cứ canxi vào trong máu là đã được Menacu7 vận chuyển vào xương rồi. Là chúng ta không bao giờ phải lo đến vấn đề là thừa D3 hay là những cái vấn đề liên quan đến ngộ độc D3. Được chưa? Anh chị có thể yên tâm chưa ạ? À, các cái Vẫn vấn còn rất đề nhiều về dạ dạ vâng ạ các cái vấn đề về liệu trình tăng chiều cao thì anh chị có thể là gì ạ? Tham khảo các admin của chúng ta, bởi vì là gì ạ, với cái phát triển chiều cao á, thì chúng ta sẽ cần phải có phác đồ, đúng không ạ? Chúng ta không thể tư vấn chung chung được, thế nên là anh chị có thể là nhắn tin lên các nhóm Zalo để admin hoặc là bác sĩ có thể hỗ trợ cho anh chị. Ở Midu thì không có chống chỉ định với bất kỳ trường hợp nào. Kể cả là những cái vấn đề về tăng động như là chị Vũ Thị Khôi có chia sẻ. Đúng không ạ? Tăng động, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là hiện tại cái vấn đề này hơi ngoài lề một chút, hơi hơi đi xa quá so với cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà nó cũng là một cái vấn đề rất là nhức nhối trong xã hội, đúng không ạ? Vấn đề về tăng động này hay vấn đề về tự kỷ là những cái vấn đề rất là nhức nhối, đúng không ạ? Và những bà mẹ mà có con mà đang gặp vấn đề này thì thực sự là cũng rất là vất vả. Và chúng ta thấy rằng là kể cả những bạn bị tăng động giảm chú ý ấy, các bạn tăng động giảm chú ý ấy, khi mà chúng ta đi phục hồi chức năng á, ở các bệnh viện á, thì cái tỷ lệ mà phục hồi nhanh đúng không ạ? Tức là nó cũng không phục hồi được nhanh. Và trong dinh dưỡng á, thì ở Việt Nam thì chưa phát triển, nhưng ở nước ngoài thì người ta đã phát triển, người ta ứng dụng dinh dưỡng để hỗ trợ cho các bệnh lý về tăng động, bệnh lý về tự kỷ cũng như là những cái vấn đề liên quan đến tâm thần. Và người ta thấy rằng là các chất dinh dưỡng rất là quan trọng. Vậy thì khi mà gặp vấn đề về tăng động thì rõ ràng là chúng ta cần phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho con của chúng ta, là đặc biệt là các vi chất dinh dưỡng là vitamin và khoáng chất sắt, kẽm, đồng, DHA là D3 là Menacu7. Vậy thì với các bạn tăng động, chúng ta nên kết hợp giữa sản phẩm K2 DHA cộng với sản phẩm 180 thì sẽ là tuyệt vời nhất. Ok, xin cảm ơn cái sự chia sẻ của bác sĩ. Mình sẽ mời host là gửi cái đường link cho các anh các chị điểm danh nhé, và các anh các chị nhớ là hãy làm bài tập mà bác sĩ đã giao chúng ta nhé. Cả nhà hãy chúng ta hãy thả thật nhiều bông nhiều hoa lên ạ, để cảm ơn cái sự hỗ trợ của bác sĩ của chúng ta, đúng không ạ? Trong ngày hôm nay ạ, từ cái việc mà định hướng cho cái thị trường rộng lớn của Việt Nam chúng ta như thế nào, và các cái câu hỏi các anh các chị đã hỏi, thì chúng ta hãy thực hiện cái văn hóa rugby, đó là biết ơn sự chia sẻ của bác sĩ. Và thay mặt chương trình thì Thủy cũng xin trân trọng cảm ơn nhà BBB Miru P7 cũng như là các khách mời chúng ta đã có cái chia sẻ cho tất cả các anh chị ở đây. Cho Thủy gửi lời chúc tất cả các anh chị một lời chúc sức khỏe trong một buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Và các anh chị nhớ là điền link Zoom của chúng, điền điền link điểm danh nhá các anh chị nha, và các anh các chị hãy điền đầy đủ và hẹn gặp lại các anh các chị trong một cái buổi Zoom khác, đúng không? Còn tất cả câu hỏi của anh các chị thì sẽ đưa vào cái phần Zalo nhóm của chúng ta, hãy tìm hiểu và đến cái phần định hướng chiều cao ấy, thì các anh các chị sẽ gửi vào trong cái nhóm Zalo nhé, để có sự hỗ trợ từ bên nhà Minh Q7, đúng không ạ? Anh các chị đã điền điểm danh đầy đủ được chưa ạ? Đường link link điểm danh là có gửi gì đấy ạ? Có gửi lên khung chat rồi ạ. Rồi một lần nữa thì Thủy xin thay mặt chương trình cảm ơn sự chia sẻ đến từ các bạn và tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn đến các anh các chị và gửi lời chúc tất cả các anh các chị. Và bây giờ là xin mời họ hãy mở mic để chúng ta chào nhau được không ạ? Dạ vâng, em chào các anh chị hãy là điểm danh đi ạ. Nếu mà có gặp lỗi gì thì mình hãy nhắn từ khóa C, nhắn từ khóa là CB6 lên ạ. Lên cái page Học viện Midu ấy. Và anh chị nhà mình hãy nhớ rằng là sáng mai mình có 5 AM buổi 7 đấy ạ.
Nhà mình đã điểm danh hết chưa ạ? Vâng, có lẽ là anh chị cũng đã điểm danh rồi thì em cũng xin phép là được kết thúc Zoom ở đây. Em xin phép chào tất cả các anh chị nhà mình ạ. Anh chị nhà mình hãy mở mic lên và chào nhau đi ạ. Em chào các anh chị. Con là con trai cưng của mẹ không phân biệt thị phi. Vâng, tất cả các anh chị em ạ. Tạm biệt các anh chị ạ. Là mọi người Zoom sáng ngày mai.